Y Đạo Quan Đồ, Trương Nhất Trâm Trương 1646, ứng đối thai Du Vô mấy ngày nay đã trở về Australia để định ra quy hoạch cụ thể. Giáo thủ Trình Nhuận sinh nghe nói Thái Hồng muốn xây dựng nhà máy thép ở góc thương gia, lập tức phản đối bí thư Trương trong quy hoạch của khu bảo lưu thuế nhập khẩu chúng ta. Bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên màu xanh là lý niệm xuyên qua toàn bộ xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu mà nhà máy thép Thái Hồng và lý niệm của chúng ta không hợp nhau, bất kể bọn họ công bố bảo vệ môi trường tốt như thế nào, sự xuất hiện của nhà máy thép tất nhiên sẽ mang đến ảnh hưởng nhất định tới hoàn cảnh xung quanh, bao gồm cả thảm thực vật, không khí, nước ngầm chung quanh, bí thư Trương đừng nói cắt 10 cây em của góc thương gia nhường cho bọn họ, cho dù bọn họ xây nhà máy ở góc thương gia cũng phải phản đối. Trong khoảng thời gian này tôi đã tiến hành khảo sát sâu đối với góc thương gia hoàn cảnh sinh thái của Nam Bộ Góc Thương Gia có thể nói là tốt nhất trong toàn bộ Bắc Cảng. Vốn tôi còn đề nghị anh nên xin mở rộng phạm vi của khu bảo lưu thuế nhập khẩu, cắt toàn bộ Góc Thương Gia vào trong khu bảo lưu thuế nhập khẩu, không ngờ Thái Hồng lại muốn xây dựng nhà máy thép ở đó. Trương Dương nói, tôi cũng không ngờ, thị lý trước đây cũng không để lộ ra bất kỳ tin tức nào, đột nhiên liền xảy ra chuyện này, khiến cho tôi cũng có chút không biết theo ai. Trình Nhuận Sinh nói, với quan điểm của cá nhân tôi, cho dù là không xung đột với xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu, góc thương gia cũng không thích hợp để xây dựng nhà máy thép, cách trung tâm thành phố Bắc Cảng quá gần. Công nghiệp tam phế cho dù trải qua xử lý công nghệ hiện đại hóa thì vẫn không thể làm được tuyệt đối ô nhiễm bằng không, đối với hoàn cảnh sinh thái địa phương tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng, về phần loại ảnh hưởng này lớn hay nhỏ thì tôi trước mắt vẫn không thể làm ra đánh giá. Loại xí nghiệp cỡ lớn như nhà máy thép này, chọn địa điểm là khá quan trọng, lựa chọn Bắc Cảng thì đúng, nhưng nhất định phải rời xa nội thành, góc thương ra cách trung tâm Bắc Cảng Đại Khái 20 cây em, cách trung tâm thành phố Tân Hải Đại Khái cũng vậy. Theo sự mở rộng của thành thị, tương lai giới hạn giữa Bắc Cảng và Tân Hải tất nhiên sẽ mơ hồ, nói cách khác Thái Hồng xây dựng nhà máy sắt thép ở đó, trong tương lai không xa rất có thể sẽ bị vây giữa vị trí trung tâm của hai tòa thành thị, mọi người suy nghĩ một chút đi. Có người nào lại đi xây dựng nhà máy sắt thép ở trung tâm thành phố? Trước đây có lẽ có, nhưng sau cải cách mở cửa, xí nghiệp như vậy trên cơ bản đã di chuyển ra ngoài. Thái Hồng sở dĩ khiến quan hệ với chính phủ thành phố Nam Võ trở nên căng thẳng còn không phải bởi vì vấn đề ô nhiễm ư. Hơn nữa tổng nhà máy của bọn họ ở Nam Võ nằm ở trong phạm vi trung tâm thành phố Nam Võ. Chiến lược di rời lần này cũng có quan hệ trực tiếp tới áp lực mà phía Nam Võ tạo cho bọn họ. Thường Hải Thiên nói, về chuyện của tập đoàn Thái Hồng tôi cũng tìm hiểu một chút rồi. Bọn họ lựa chọn đến Giang Bắc xây nhà máy, không phải Nam Võ muốn đuổi bọn họ đi, mà là xuất phát từ cân nhắc chiến lược di rời tương lai, phía Nam Võ cũng muốn tiếp tục giữ bọn họ lại, còn đặc biệt quy hoạch cho bọn họ một mảnh đất để xây nhà máy. Audio điện tử Võ Tấn Bền Trương Dương nói, chính bởi vậy, tỉnh Lý mới coi trọng độ chuyện này, giá trị sản lượng mỗi năm của Thái Hồng sờ sờ ra đó, đặt ở đâu cũng sẽ ảnh hưởng đến kinh tế một. Hiện tại các lãnh đạo Bắc Cảng tất cả đều coi Triệu Vĩnh Phúc là thần tài, đối với yêu cầu mà hắn đề xuất thì đều ủng hộ hết mình. Trình Nhuận Sinh nói, cá nhân tôi cho rằng, trong chuyện này không thể dễ dàng nhượng bộ, nếu nhượng góc thương ra ra ngoài, chẳng những sẽ ảnh hưởng đến xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu trong tương lai, còn có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn tới hoàn cảnh nội thành Tân Hải và Bắc Cảng. Trương Dương gật đầu, hắn nói khẽ, bọn họ muốn lấy góc thương ra thì cũng không dễ dàng như vậy đâu. Sự cường điệu của Trình Nhuận Sinh đối với hoàn cảnh dẫn tới sự chú ý của Trương Dương, theo sự phát triển của thời đại, chẳng những là chuyên gia coi trọng hoàn cảnh hiện tại người dân đối với hoàn cảnh sinh tồn của mình cũng trở nên càng ngày càng trọng thị. Trương Đại Quan Nhân hôm nay có được một gợi ý, đến lúc phát động lực lượng quần chúng rồi, Triệu Vĩnh Phúc hiện tại thông qua quan hệ thượng tầng tạo áp lực cho hắn. Dưới tình huống trước mắt, Tống Hoài Minh không tiện lên tiếng, lãnh đạo thành phố Bắc Cảng Hiệp đồng nhất trí tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí đối với mình. Đi theo con đường chính trị hình như rất khó giải quyết chuyện này, nhất định phải đi theo lối tắt khác. Trương Dương nghĩ tới tạo, lợi dụng dư luận để thế, Hắn nghĩ tới Lương Đông Bình, cán bút của thằng cha này tuyệt đối là giết người vô hình, lúc trước từng nhiều lần khiến cho Trương Đại quan nhân mặt xám mày cho, có điều hiện tại hai người đã tiêu tan chướng ngại, hơn nữa Trương Dương còn giúp hắn rời khỏi nhật báo Đông Nam tới ủy ban thể dục thể thao Nam thích công tác. Tìm hắn làm chút việc nhỏ tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Trương Dương bảo Lương Đông Bình áp dụng phương pháp tuần tự mà tiến để đưa tin, chủ đề là công nghiệp hiện đại và bảo vệ môi trường, cái khác không nói. Trương Đại Quan Nhân có thể thông qua quan hệ bản thân để văn chương của Lương Đông Bình được đăng trên những vị trí quan trọng của những tờ báo lớn trong tỉnh. Trương Dương đồng thời lại liên hệ với Vũ Ý, Vũ Ý đã từ Đông Giang trở lại, nghe nói Trương Dương muốn mời mình ăn cơm, cũng rất vui vẻ, cô ta hẹn Trương Dương 5 giờ chiều tới đài truyền hình Bắc Cảng đón cô ta. Trương Dương trước tiên tới đài truyền hình Bắc Cảng, sở dĩ biểu hiện ra thành ý như vậy là vì hắn có việc cầu người. Đã hẹn là 5 giờ rưỡi, ở ngoài cửa đợi 20 thì vô ý mới, vô ý nhìn thấy Trương Dương thì liên tục xin lỗi, ngại quá, ngại quá, tôi ghi tiết mục, trong khoảng thời gian tới Đông Giang, ở trong đài còn không ít công tác, tôi mấy ngày nay bận xử lý, nếu không đã liên hệ với anh sớm rồi. Trương Dương mở cửa xe Audi mời cô ta vào, vô ý lại không vào ngồi, cô ta vòng một vòng ra ghế phụ, Trương Dương lắc đầu, đóng cửa ngồi vào ghế lại, khởi động ô tô. Vũ ý lấy ra khăn ướt rồi lau phấn son trên mặt. Trương Dương nói, lau làm gì? Trông sinh mà. Vũ Ý nói, làm cái nghề này của chúng tôi nhất định phải chú ý bảo vệ da, Tôi ghét chát phấn lắm, nhưng tôi không làm gì được. Người chụp ảnh và hóa trang đều nói tôi đen rồi. Lo tôi có lỗi với người xem Bắc Cảng, cho nên bắt tôi phết phấn rõ dày. Trương Dương cười nói, bọn họ thì biết cái gì. Hiện tại lưu hành cái đẹp khỏe mạnh, da trắng quá lại không đẹp, da màu lúa mạch và đồng cổ mới là màu thịnh hành hiện giờ vô ý nhìn hắn một cái nói bí thư trương biến tướng khen mình à trương dương cười cười hắn quả thực đen đi nhiều chủ yếu là vi óp tân hải gần biển chỉ số tia cực tím hơn xa nội địa mà hắn lại là người không thể ngồi yên trong văn phòng cả ngày rãi nắng dầm mưa chạy loạn khắp nơi đen đi cũng là bình thường vô ý chấp chấp hai mắt nói tới phố ngự mã đi trương dương dựa theo chỉ dẫn của cô ta tới phố ngự mã phố ngự mã là con phố ẩm thực truyền thống của bắc cảng Khác với bên đường Hải Phong, đa số người ở đây đều là người bản địa. Đường Hải Phong lấy du khách và người bên ngoài làm chủ. Phố Ngự Mã thì không có nhiều cửa hàng hải sản mời chào trên phố. Kinh doanh có vẻ chính quy. Trương Dương đỗ sư ở bãi đỗ xe bên ngoài, cùng vụ ý đi bộ vào phố Ngự Mã. Chính phủ thành phố Bắc Cảng vừa để phố này làm thành phố đi bộ không lâu. Vụ ý dẫn Trương Dương tới một nhà hàng tên là Tị Phong Cảng, cũng là lấy hải sản làm chủ. Trong khoảng thời gian Trương Đại Quan Nhân đến Tân Hải, đã có chút chán hải sản rồi trước mắt chính là mua cua biển rất béo vô ý gọi cua biển lại phối với mấy món khác cô ta giới thiệu với trương dương nơi này chẳng những hải sản làm ngon hơn nữa món ăn thường làm cũng rất tốt trương dương cười nói hải sản thì có gì mà ngon với không ngon cứ hấp để nguyên vị là tốt nhất vũ ý trợn mắt lườm hắn không có phẩm vị trương dương cười nói tôi xuất thân nông dân đương nhiên không giống với khuê nữ nhà giàu như cô vô ý nói anh đừng có nhỏ thuốc mắt cho tôi tôi vừa trở về hôm nay là anh nên tẩy trần cho tôi trương dương nói nói thừa vốn chính là tôi mời cô ăn cơm mà vô ý ý vị thâm trường nhìn hắn trương dương trong ấn tượng của tôi anh chủ động mời tôi ăn cơm hình như mới là lần đầu phải không trương dương cười nói ai nói tôi mời cô bao nhiêu bữa rồi làm người không thể không có lương tâm như vậy vô ý nói tôi nói là chủ động lúc này nhân viên phục vụ đưa cua biển tới vũ ý nói cho tôi đem một phần hải sâm hầm lá hẹ một phần cơm vây cá trương đại quan nhân nói cô ăn nhiều như vậy ư vũ ý nói khó khăn lắm anh mới chủ động mời khách tôi hiện tại không ăn nhiều một chút thì về sau đừng hòng được ăn nữa trương dương nói có cần phải vậy không tôi đã bao giờ keo kiệt với cô chưa vũ ý không thèm nhắc lại chuyên tâm đối phó với đĩa cua ở trước mặt Chương 1647, ứng đối 3. Trương Đại Quan nhân tự rót đầy chén cho mình, lại rót cho Vô Ý một chén nhỏ, cầm chén rượu lên nói, "Vô Ý, đừng chỉ lo ăn, tốt xấu gì cũng uống một chén đi." Vô Ý cầm chén rượu lên rồi uống, "Cua ngon lắm, anh ăn một con đi, đừng khách khí." Trương Dương cười nói, "Phiền lắm." Vô Ý nói, "Xót tiền à." Trương Dương cười nói, "Tôi nói này, cô hôm nay sao thế, cứ sỏ xiên tôi là sao?" tôi là loại người đó à? Vũ ý cười ngọt ngào, lấy khăn ra lau tay, nói ừ, giờ bụng cũng đỡ rỗng rồi. Bí thư trương, nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì? Trương đại quan nhân rất dối trá cười nói, chỉ đón gió cho cô tôi, giữa bằng hữu ăn bữa cơm cũng rất bình thường mà. Vũ ý nói, đừng đóng kịch, tặng lễ cho người ta ắt có việc muốn nhờ, đám người làm quan các anh tất cả đều là nhân vật không thấy thỏ thì không thả ứng, anh nếu không có chuyện gì cần nhờ tôi thì chỉ sợ đã quên tôi rồi. Nói đi, chuyện gì? Trương Đại Quan Nhân nói, Vũ Ý, chúng ta đừng có thực tế như vậy được không? Kỳ thực là tôi muốn đón gió cho cô mà. Vũ Ý nói, được rồi, vậy tối nay không nói những việc khác nữa. Trương Dương cười nói, nhưng tôi thuận tiện còn có một chút việc nhỏ muốn nhờ cô. Vũ Ý trừng mắt lườm Trương Dương, ủ một lát mới nói, dối trá. Trương đại quan nhân cợt nhả nói, cái này gọi là hàm xúc. Vũ ý nói, đừng tự rát vàng lên mặt mình, dối trá chính là dối trá. Nghe nói anh hiện tại đã là bí thư thị ủy, mọi người đều nói làm quan càng lớn thì càng dối trá, đó chính là càng dối trá hơn trước kia, tôi trước đây không tin đâu, nhưng hiện tại thấy quả nhiên là vậy. Trương Dương nói, cha cô nếu nghe cô ở sau lưng ông ấy nói như vậy thì sẽ tức chết mất. Vũ y tức giận đến nỗi giờ đúa lên muốn đánh hắn, thằng cha này rõ ràng là chiếm tiện nghi của mình. Trương Dương cười nói, đừng đùa nữa, ở nơi công cộng, cô không sợ ảnh hưởng nhưng tôi thì sợ. Vũ Ý nói, anh thì sợ cái gì? Đeo kính mắt giả mạo phần tử trí thức, ai mà ngờ được tên lấm la lấm lét anh chính là bí thư thị ủy Tân Hải. Trương Đại Quan Nhân xin tha, tôi nhận thua rồi, tôi nói không lại cô, miệng của đám phóng viên các cô đúng là lợi hại, thôi chúng ta nói chính sự đi. Vũ Ý nói, nói. Trương Dương cầm bình rượu rót đầy cho cô ta, cầm chén rượu lên chạm với cô ta, uống xong, Trương Dương mới: Tôi muốn nhờ cô giúp tôi làm phim viên truyền hoàn cảnh. Vũ ý đảo mắt nói: Là sao? Trương Đại Quan Nhân lúc này mới đem chuyện Thái Hồng muốn xây nhà máy ở góc thương gia cho cô ta hay. Trương Dương nói: Tôi nghĩ mục tiêu ban đầu tính chỉ hướng không cần chính xác, chúng ta trước tiên để người dân Bắc Cảng ý thức được tính nguy hại của ô nhiễm công nghiệp sau đó chậm rãi đưa một số thí dụ ô nhiễm của thái hồng ở nam võ ra trước mặt công chúng vũ ý hiểu rồi trương dương là muốn cô ta hỗ trợ chế tạo điển luận có thể đoán được phim tuyên truyền như vậy một khi truyền bá ra khẳng định sẽ tạo thành hưởng ứng cực lớn trong dân chúng thành phố bắc cảng vũ ý nói thái hồng là hạng mục trọng điểm mà phía thành phố bắc cảng tiến cử tôi nếu làm chuyên đề như vậy chẳng khác nào đối nghịch với thị lý tôi thì không sao cả nhưng chuyện này có thể sẽ mang đến phiền toái cho phía đài truyền hình tôi trước tiên phải đi xin ý kiến của dì nhã đã. Trương Dương nói cũng tốt, vô ý nói không sai, đài truyền hình phát phim tuyên truyền như vậy, khẳng định có thể khiến cho phía Bắc Cảng không vui, vô ý chỉ là một phóng viên nhỏ, cùng lắm thì cô ta không làm ở đây nữa. Hơn nữa sau lưng của cô ta còn có cha là bí thư đảng ủy tổng cục Quảng Điện Vũ Hiền Lương làm chỗ dựa, chẳng ai làm gì được cô ta, nhưng nhàn mộ vân thì khác, cô ta thân là giám đốc đài truyền hình Bắc Cảng, phó bộ trưởng bộ tuyên truyền thị ủy Bắc Cảng, tất nhiên sẽ trở thành đối tượng ăn đòn của thượng tầng. Trương Dương đã giao tiếp mấy lần với Nhan Mộ Vân, nhớ rõ quan hệ giữa cô ta và Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Thị ủy Hoàng Bộ Thành không được hòa thuận lắm. Vũ Ý nói, Thái Hồng quyết định xây dựng phân nhà máy ở Bắc Cảng, chuyện này đối với phát triển trong tương lai của Bắc Cảng có ảnh hưởng rất lớn. Gần đây đài truyền hình đang tiến hành tuyên truyền chính diện, anh bảo tôi đột nhiên làm một chuyên đề, tuyên truyền những thứ tiêu cực như vậy, xem ra anh muốn đối nghịch với lãnh đạo thành phố Bắc Cảng rồi. Trương Dương cải chính, không phải tôi đối nghịch với bọn họ, là bọn họ đối nghịch với tôi, bọn họ xây dựng nhà máy của bọn họ, tôi xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu của tôi, vốn là chuyện nước sông không phạm nước giếng, nhưng bọn họ cố tình muốn lấy đất của khu bảo lưu thuế nhập khẩu của tôi, cô nói xem có phải là khe dễ người ta không? Vũ ý nói, là quá khi dễ ý chứ, Trương Dương, chúng ta không thể bị bắt nước được, chuyện này tôi giúp anh. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi đã sớm nhìn ra, cô tuyệt đối là một cô nương tốt có chính nghĩa cảm vũ ý nói tôi giúp anh cũng không phải là vì chính nghĩa gì cả tôi từ nhỏ đến lớn đã thiếu chính nghĩa rồi tôi chỉ là thích náo nhiệt tôi không quen với triệu vĩnh phúc cho dù là anh không chiếm lý nhưng anh là bằng hữu của tôi con người tôi trước giờ đều là giúp thân không giúp lạ trương dương nói lần này chúng ta tuyệt đối chiếm lý vũ ý nói vậy càng không cần phải nói nếu gì nam không đáp ứng tôi sẽ trực tiếp đưa tin tức thái hồng gây ô nhiễm tới đài truyền hình trung ương cô có chịu không trương đại quan nhân mặt mày hớn hở nói ảnh hưởng đương nhiên là càng lớn càng tốt cái đó hiện tại có thể tiến hành thao tác cần kinh phí thì để tôi phụ trách vũ ý thở dài nói trương dương à trương dương tôi cho tới hôm nay mới phát hiện anh thật đúng là âm hiểm trương dương nói lấy đạo của người trả cho người khi người khác chơi thủ đoạn âm hiểm với cô cô nếu còn tốt bụng thì chẳng phải trở thành không có chim ư tôi nhổ vào anh không nói tục thì chết à bậy bà hạng thành vỗ thật mạnh nhật báo đông nam trên bàn bên trên đăng một bài về phát triển công nghiệp thời kỳ cải cách mở cửa và hoàn cảnh sinh thái bài văn này phân tích rất kỹ mâu thuẫn giữa phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường hiện đại tỏ rõ bảo vệ môi trường quan trọng hơn hơn nữa đặc biệt lấy tập đoàn sắt thép thái hồng ở nam võ làm ví dụ còn chỉ rõ tổn hại sinh thái mà tập đoàn sắt thép thái hồng tạo thành ở nam võ thường ủy có mặt đều đọc bài báo này đây mới chỉ là kỳ một, cũng có nghĩ là còn một hệ liệt nữa, người viết là Lương Đông Bình, Lương Đông Bình ở trong tỉnh Bình Hải cũng tính là phóng viên có tiếng, dù sao lúc trước hắn bởi vì sự kiện nhảy lầu mà bị đi giáo dục lao động, khai sáng tiền lệ cho giới tin tức, có điều hai năm này Lương Đông Bình tựa hồ náu mình hơn nhiều, khi đại đa số người đã quên cái tên này thì hắn không ngờ lại dùng phương thức như vậy để xuất hiện trên báo chí. Hạng thành cầm bài báo đó dơ lên, tính hướng của bài báo này vô cùng chính xác, chỉ rõ tập đoàn Thái Hồng, cố ý làm nổi bật tình huống ô nhiễm của Thái Hồng, hoàn toàn bỏ qua sự thực, bẻ cong chân tướng của sự việc, ý đồ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho Thái Hồng trong xã hội. Thị trưởng Cung Hoàn Sơn nói: "Bài văn này tôi đã đọc rồi, từ đầu tới cuối là công kích Thái Hồng, phóng viên viết bài rốt cuộc là có dụng tâm gì thì tôi không biết, nhưng có một điểm có thể khẳng định, hắn đang gây tổn hại cho danh dự của Thái Hồng, cố ý khuyết đại hậu quả ô nhiễm mà nhà máy sắt thép có thể mang đến." Phó bí thư thị ủy Tưởng Hồng Cương nói: "Tôi vừa rồi cũng đã đọc bài này, công bình mà nói, rất nhiều chỗ viết cũng có đạo lý nhất định, cải cách mở cửa mang đến sự phát triển tốt của công nghiệp, đồng thời chúng ta cũng phải nhìn đến một số tệ đoan mà phát triển công nghiệp mang đến. Trong bài văn của anh ta đã liệt kê mấy sự kiện ô nhiễm, tất cả đều có căn cứ, không phải là nói bậy." Cung Hoàn Sơn nói: "Các vị thường ủy, lúc trước quyết định tiến cử hạng mục Thái Hồng này, chúng ta cũng đã tiến hành điều tra thiết thực một phen, theo sự phát triển của công nghệ hiện đại, Ô nhiễm công nghiệp cũng đã được khống chế hữu hiệu, Thái Hồng là xí nghiệp long của ngành sắt thép trong nước, trong việc xử lý ô nhiễm cũng đầu tư rất lớn, gần đây bọn họ đã thực hiện giảm ô nhiễm tuyệt đối. Tôi có thể nói thế này, phương án giải quyết ô nhiễm của Thái Hồng chẳng những dẫn đầu trong nước, trên quốc tế cũng nằm ở vị trí dẫn đầu, căn bản không đáng sợ như trong bài báo đã viết. Hạng Thành nói, tập đoàn Thái Hồng là hạng mục quan trọng do bí thư tổng dẫn đầu. Ban lãnh đạo chúng ta để tần hồng có thể đặt phân nhà máy ở Bắc Cảng đã bỏ bao tâm huyết và cố gắng. Hiện giờ phía Thái Hồng đã xác định muốn thiết lập phân nhà máy ở Bắc Cảng, sắp tới sẽ hoàn thành ký hợp đồng. Vào những lúc như thế này, xuất hiện bài báo này đã gây ảnh hưởng ác liệt. Dụng tâm không phải đơn thuần, điển luận là một con dao hai lưỡi, chỉ hướng chính xác có thể mang tới tác dụng giúp đỡ rất lớn đối với sự nghiệp của chúng ta. Nhưng nếu vận dụng không tốt thì sẽ mang tới tác dụng ngược chương 1648, thế giới thật buồn cười, một. Các anh ngẫm lại đi, người dân Bắc Cảng nhìn thấy bài báo này sẽ có cảm thụ như thế nào? Bọn họ có thể bởi vậy mà coi ô nhiễm cực kỳ bé nhỏ của nhà máy thép như mãnh thú hồng thủy không, tiến tới sinh ra tình tự mâu thuẫn. Điều này sẽ rất bất lợi đối với việc ký hợp đồng và phát triển trong tương lai của chúng ta sau này. Hạng Thành chuyển hướng ánh mắt sang Bộ trưởng Tuyên truyền Hoàng Bộ Thành, đồng chí Bộ Thành, sắp tới anh nhất định phải coi trọng công tác tuyên truyền, Chú ý tới hướng phát triển chính xác của dư luận xã hội, đừng để người dân bị một số kẻ có dụng tâm kín đáo đưa tin sai lầm." Hoàng Bộ Thành nói, "Nhật báo Đông Nam là truyền thông tin tức độc lập, không thuộc phạm vi quản hạt của Bắc Cảng, thậm chí không thuộc phạm vi quản hạt của Bình Hải, muốn ước thúc bọn họ chỉ sợ phải nhờ bên trên lên tiếng." Hạng Thành nói, "Tôi không phải bảo anh đi giải quyết chuyện này, tôi là muốn anh chú ý hướng phát triển của dư luận địa khu Bắc Cảng, đừng để quần chúng bị những dư luận có dụng tâm khác này làm lạc lối." Hoàng Bộ Thành nói: "Bí thư Hạng, các vị thường ủy, tôi cho rằng chuyện này là có người ở bên trong phá rối, có người muốn thông qua phương thức này để dẫn khiến quần chúng hiểu lầm, khiến những quần chúng không rõ chân tướng sinh ra sự bất tín nhiệm, thậm chí là tâm lý đối kháng đối với thị chính phủ và thị ủy thành phố Bắc Cảng chúng ta. Chúng ta nhất định phải cảnh giác, nhất định phải nghiêm tra người khởi xướng sau lưng sự kiện này." Cung Hoàn Sơn nói: "Phương diện tuyên truyền là nghề của anh, lão Hoàng theo anh thấy thì chuyện này rốt cuộc là ai đang phá rối? Hoàng Bộ Thành nói, tôi đã tra bài báo này rồi, tác giả là Lương Đông Bình, người này đầu tiên là phóng viên của báo tỉnh, từng bởi vì chuyện làm lộ chuyện góp vốn phi pháp của giáo dục Giang Thành mà bị nội bộ phê bình, về sau hắn áp dụng thủ đoạn đối kháng cấp tiến, lựa chọn nhảy lầu ở đối diện chính phủ tỉnh, tạo thành ảnh hưởng xã hội cực kỳ ác liệt, cũng bởi vì chuyện này mà bị đi giáo dục lao động vì tội nhiễu loạn trị an xã hội, về sau nhận lời mời tới nhật báo Đông Giang tin tức mà người này viết cực kỳ cực đoan. Về sau không biết vì nguyên nhân gì mà đắc tội với phía tòa soạn báo, lại bị khai trừ, hiện tại đang công tác ở khoa tuyên truyền ủy ban thể dục thể thao Nam Tích. Nói tới đây Hoàng Bộ Thành tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, Lương Đông Bình có thể tới khoa tuyên truyền của ủy ban thể dục thể thao Nam Tích, đúng vào lúc chủ nhiệm của ủy ban thể dục thể thao Nam Tích là đồng chí Trương Dương. Những lời này của Hoàng Bộ Thành chẳng khác nào chỉ ra tất cả chuyện này. Chuyện này 10 phần có 9 là Trương Dương làm ra." Hạng Thành nói, "Lễ mừng Tân Hải bỏ huyện lập thành phố thứ bảy cuối tuần sẽ được cử hành long trọng, đến lúc đó tỉnh trưởng Chu lại thân tự mình tới tham gia, cùng đi còn có nhiều vị lãnh đạo và người phụ trách của thành thị huynh đệ trong tỉnh. Tôi không hy vọng ở vào những lúc như thế này xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, công tác tuyên truyền phải nắm bắt nhanh, dư luận nên vì phục vụ cho chính phủ." Phó bí thư thị ủy Tưởng Hồng Cương nghe thấy những lời này của Hạng Thành, trong lòng cười thầm, đầu óc của Hạng Thành có phải có chút hồ đồ hay không? Ngay cả những lời này cũng nói thẳng ra, thân là người đứng đầu Bắc Cảng, phải chú ý mỗi một từ mà mình nói, chỉ hơi không thỏa đáng là làm trò cười cho người trong nghề. Sau khi hội nghị kết thúc, Hạng Thành lưu lại một mình Bộ trưởng Tuyên truyền Hoàng Bộ Thành, y lại cường điệu tầm quan trọng của tuyên truyền dư luận với Hoàng Bộ Thành, trong khoảng thời gian này công tác tuyên truyền của Bắc Cảng nhất định không thể để xảy ra sai sót. Hoàng Bộ Thành lời thề son sắt nói, bí thư hạng. Ngài yên tâm, tôi lát nữa sẽ triệu tập giới truyền thông tin tức của Bắc Cảng để họp, cường điệu lại chuyện này, nhất định sẽ khống chế hướng phát triển của tin tức theo phương hướng chính xác. Sắc mặt hạng thành thoáng dịu đi một chút, y nói khẽ, Bộ Thành à, nhất định phải coi trọng chuyện này. Hoàng Bộ Thành nói, bí thư hạng, tôi lớn mật nói một câu, chuyện này sẽ còn tiếp tục. Ánh mắt hạng thành lộ ra vẻ âm trầm, Y mấp máy môi, cuối cùng không nói gì. Hoàng Bộ Thành cho rằng Hạng Thành nghe không hiểu ý mình, y nói khẽ: "Bí thư Hạng, tôi hoài nghi lương Đông Bình viết bài này, sau lưng có người xui khiến." Hạng Thành nhíu mày, trong lòng tôi biết cả. Hạng Thành quyết định nói chuyện tử tế với Trương Dương một lần, y gọi Trương Dương tới văn phòng của mình, tuy rằng Hạng Thành đoán chắc bài báo của nhật báo Đông Nam có 8 phần là Trương Dương làm ra, nhưng y hiện tại không hề có chứng cứ cho nên y và trương dương nói chuyện vẫn bắt đầu từ lễ mừng tân hải bỏ huyện lập thành phố hạng thành hỏi tình huống chuẩn bị của phía tân hải trương dương nói vạn sự sẵn sàng hạng thành nói gió đông là gì trương đại quan nhân trả lời rất trực tiếp tiền bí thư hạng tình huống tài chính của tân hải trong lòng ngài chắc đã biết nên chi viện một chút hạng thành nói mỗi lần gặp cậu bàn chuyện nói chưa được ba câu là lại nhắc tới vấn đề tiền cậu không phiền thì tôi cũng phiền Trương Dương nói: "Tôi cũng phiền lắm, nhưng hiện tại đã có quy hoạch khu bảo lưu thuế nhập khẩu, ngân sách của quốc gia không tới. Ngân sách tỉnh lý cũng không tới, thị lý theo lý thuyết thì nên làm gương mẫu trước, nhưng." Hạng Thành nói: "Cậu nói dễ dàng nhỉ, 200 triệu nói có là có à? Tài chính của Tân Hải khó khăn, tài chính Bắc Cảng cũng không giàu có gì, mặc dù là dưới tình huống khó khăn như vậy vẫn đáp ứng bỏ ra 200 triệu để trợ giúp xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu của các cậu, cậu kiên nhẫn thêm chút được không?" chẳng ai định nợ các cậu đâu. Trương Dương cười nói, bí thư hạng, ngài đừng nóng vội, khu bảo lưu thuế nhập khẩu cũng không phải là của một mình tôi, tuy rằng ở Tân Hải, nhưng cũng là thuộc Bắc Cảng, sau khi xây xong không phải là thành tích và vinh quang của một mình tôi mà là của mọi người. Hạng Thành nói, Trương Dương, cậu luôn miệng nói đã có quy hoạch khu bảo lưu thuế nhập khẩu, đến bây giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy. Con người của tôi trước giờ đều không thích nói bốc nói phét, tôi muốn thấy hành động thực tế, bản quy hoạch của cậu đâu. Trương Dương nói, Duvo đã tới phòng làm việc ở Australia để tiến hành công tác thiết kế cuối cùng, nếu thuận lợi thì gần đây sẽ có thể hoàn thành công tác quy hoạch, đưa phương án hoàn thiện cho chúng tôi. Hạng Thành nói, thị trường cung nói với tôi, cậu và phía tập đoàn Thái Hồng có khúc mắc. Trương Dương nói, cũng không nghiêm trọng như vậy, chỉ là ý kiến không hợp trong vấn đề góc thương ra thôi. Thật ra trong lòng hai người bọn họ đều minh bạch, quan hệ trên quan trường chính là phức tạp như vậy, rõ ràng chuyện đã xảy ra rồi, nhưng lại cứ phải vòng luẩn quẩn vòng vo, Hạng Thành nói cũng không phải mâu thuẫn địch và ta, không có vấn đề gì là không thể giải quyết. Trương Dương nói, bí thư Hạng, thật ra chuyện này tôi đã sớm muốn nói chuyện cùng ngài rồi, có điều gần đây bận việc chuẩn bị lễ mừng cho nên mới trì hoãn. Biểu hiện của Hạng Thành rất kiên nhẫn, y gật đầu nói cậu nói đi. Trương Dương nói, góc thương gia trong quy hoạch của khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải là bộ phận cực kỳ quan trọng là khu vườn công nghiệp màu xanh, cũng là tổng bộ làm công của xí nghiệp trong tương lai. Hạng Thành nói, cái này tôi biết, nhưng tập đoàn Thái Hồng đề xuất muốn xây dựng nhà máy sắt thép ở góc thương gia, trong quy hoạch mà bọn họ đưa ra, có dính tới 10 km vuông đất của Tân Hải. Trương Dương nói, bí thư hạng, lòng bàn tay cũng là thịt, mờ u bàn tay cũng là thịt, ngài không thể nặng bên này nhẹ bên kia như vậy được. Hạng Thành nói, cậu nói đúng, lòng bàn tay cũng là thịt, u bàn tay cũng là thịt khu bảo lưu thuế nhập khẩu là trọng điểm phát triển của bắc cảng chúng ta trong tương lai mà sau khi phân nhà máy của thái hồng xây xong chắc chắn sẽ trở thành trụ cột của công nghiệp bắc cảng trong tương lai không có ai quan trọng hơn ai ở trong lòng tôi đều có vị trí quan trọng hơn nữa giữa hai bên không mâu thuẫn cái mà thái hồng nhìn chúng là vị trí địa lý được thiên nhiên yêu đãi của bắc cảng hai bên có thể xúc tiến lẫn nhau bắc cảng hoàn toàn có thể dung nạp được sự tồn tại của cả hai bên Giữa các anh vì sao lại sinh ra tranh chấp? Trương Dương nói, bí thư Hạng, chỗ mâu thuẫn của khu bảo lưu thuế nhập khẩu và Thái Hồng chính là góc thương gia, Thái Hồng vạch toàn bộ góc thương gia vào, nếu chúng tôi đồng ý chuyện này thì quy hoạch đã làm ra trước đó của khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải phải làm lại hết. Hạng Thành nói, Trương Dương, hiện tại phía Thái Hồng rất kiên quyết, nếu chúng ta không cho bọn họ khu đất đó của góc thương gia, bọn họ sẽ cân nhắc lại kế hoạch xây dựng phân nhà máy ở Bắc Cảng. Trương Dương nói, đây căn bản chính là uy hiếp. Hạng Thành nói, chúng tôi trước đó đàm phán với Thái Hồng, chỉ cần Thái Hồng đến Bắc Cảng xây dựng phân nhà máy, trong phạm vi Bắc Cảng bọn họ có thể tùy tiện chọn lựa chỗ xây nhà máy. Trương Dương nói, Bí thư Hạng, tôi không phải không muốn hy sinh, không muốn nhượng bộ, mà là chuyện này Thái Hồng làm rất quá đáng. Hạng Thành đưa ra một phương án điều hòa, Trương Dương, tôi hy vọng cậu có thể cân nhắc cho đại cục, chỉ cần nhượng bộ một chút là có thể làm được kết quả song thắng cậu nhường ra 10 km vuông đất của góc thương gia, tôi từ phía tây góc thương gia cắt ra 20 km vuông đất cấp cho khu bảo lưu thuế nhập khẩu, coi như là bồi thường đối với các cậu, cậu thấy thế nào? Hạng thành cho rằng mình đã nể mặt Trương Dương rồi, dùng số đất gấp 2 để đổi lấy sự nhượng bộ của Trương Dương. Trương 1649, Thế giới thật buồn cười, 2. Trương Dương lắc đầu nói, bí thư hạng, nhằm vào chuyện Thái Hồng xây nhà máy, Tôi đã đặc biệt hỏi chuyên gia có liên quan, Thái Hồng xây dựng nhà xưởng ở góc thương gia, đối với phát triển tương lai của Bắc Cảng và Tân Hải là khá bất lợi, về sau chắc chắn sẽ trở thành chướng ngại vật cho sự phát triển thành thị của chúng ta." Hạng Thành nhíu mày, y cho rằng Trương Dương đang nói chuyện giật gân, nói nhiều như vậy đơn giản là muốn duy hộ lợi ích của bản thân hắn mà thôi. Hạng Thành nói: "Trương Dương, hạng mục Thái Hồng là tỉnh lý dẫn đầu, nếu bởi vì nguyên nhân của phía Tân Hải mà khiến cho lần hợp tác này thất bại, tôi nghĩ cấp trên nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Hạng thành gần như chỉ rõ chuyện này chính là Tống Hoài Minh làm ra đầu tiên, Trương Dương Anh hiện tại làm như vậy, không chỉ gây khó dễ cho Bắc Cảng, cũng là dỡ đài của nhạc phụ anh. Trương Dương nói, bí thư hạng, góc thương gia nằm ở vị trí trung gian của Bắc Cảng và Tân Hải, cách trung tâm hai tòa thành thị chỉ khoảng 20 cây em, góc thương gia lại là địa phương có hoàn cảnh sinh thái tốt nhất của Bắc Cảng chúng ta. Nếu xây dựng nhà máy sắt thép ở đây, thế tất sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn tới hoàn cảnh sinh thái địa phương. Hơn nữa thời đại bây giờ, tốc độ phát triển biến chuyển từng ngày, tốc độ mở rộng thành thị vượt quá sự tưởng tượng, nhất thể hóa thành thị đã là xu thế tất nhiên. Nếu Thái Hồng lựa chọn xây nhà máy ở góc thương gia, như vậy về sau sẽ tạo thành ảnh hưởng cho cả sự phát triển của Bắc Cảng và thành thị Tân Hải. Hạng Thành nói, tốt lắm, tôi đã minh bạch ý của anh rồi, nhưng cậu cũng phải nhìn thấy ưu điểm, Thái Hồng là long đầu của ngành sản xuất sắt thép trong nước, có ai mà không muốn mời họ tới xây nhà máy. Sản lượng hàng năm tới mấy trăm vạn tấn, sẽ mang tới giá trị sản lượng công nghiệp bao nhiêu cho Bắc Cảng. Sẽ mang tới bao nhiêu cơ hội việc làm cho Bắc Cảng. Nếu thành công ký hợp đồng, trình độ công nghiệp của Bắc Cảng chúng ta có thể nhảy lên hàng đầu trong phương diện phát triển công nghiệp của Bình Hải, so với những khuyết điểm mà cậu cố nghĩ ra, thì đây đều là những lợi ích mà tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Trương Dương, tôi biết cậu rất coi trọng khu bảo lưu thuế nhập khẩu, Tôi đồng giảng cũng coi trọng xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu, nhưng tôi vẫn nói câu đó, kế hoạch của khu bảo lưu thuế nhập khẩu và kế hoạch xây nhà máy của Thái Hồng không mâu thuẫn. Hai bên rõ ràng có thể thực hiện song thắng, có thể cùng đẩy mạnh sự phát triển của Bắc Cảng, vì sao cứ vì lợi ích của mình mà không để ý tới toàn cục. Trương Dương nói, tôi không phải vì lợi ích của mình, tôi là vì lợi ích lâu dài. Hạng Thành nói, chỉ một khối đất mà thôi, vì sao cậu phải kiên trì như vậy? tôi đã hứa bồi thường gấp đôi cho cậu, nhà máy sắt thép rốt cuộc đã ảnh hưởng đến khu bảo lưu thuế nhập khẩu của các cậu ở chỗ nào. Y cuối cùng đã mất kiên nhẫn rồi. Trương Dương nói, chủ đề của khu bảo lưu thuế nhập khẩu của chúng tôi chính là bảo vệ môi trường xanh, bất kể nhìn từ ảnh hưởng hoàn cảnh về sau hay là từ phát triển của thành thị, để Thái Hồng xây nhà xưởng ở góc thương gia đều là một quyết định sai lầm. Cậu có thể khẳng định tất cả những gì mà mình làm đều là chính xác hay không? Tự tin mù quáng chính là tự đại. Trương Dương nói, bọn họ rõ ràng còn có lựa chọn rất tốt, bỏ qua khu khai phá Bắc Cảng ở phía Nam Cảng mới không lựa chọn, vì sao cố tình chọn lựa góc thương ra. Hạng Thành đã mất kiên nhẫn tiếp tục bàn với Trương Dương, y lắc đầu nói, cậu về nghĩ cho kỹ đi, tôi có thể nói rõ với cậu, tôi sẽ đem hết toàn lực giữ Thái Hồng ở lại Bắc Cảng, đồng dạng, tôi cũng không hy vọng bất kỳ đơn vị, bất kỳ cá nhân nào chế tạo chướng ngại trong chuyện này, nếu để tôi thẩm tra ra có người ở sau lưng phá dối, tôi tuyệt đối sẽ không nể mặt những lời này của hạng thành rất có khí phách nhắm thẳng vào trương dương trương dương nói bí thư hạng yêu cầu của thái hồng đã chạm đến điểm mấu chốt của tôi điểm mấu chốt của tôi chính là lợi ích của nhân dân tân hải trong chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không nhường một bước hạng thành lạnh lùng nhìn trương dương tân hải tuy rằng đã thành công bỏ huyện lập thành phố nhưng cậu đừng quên tân hải bất kể là trước đây hay là hiện tại đều là thuộc phạm vi quản hạt của bắc cảng trương dương nói ai quản cũng không quan trọng Chủ nhân chỉ có một. Hắn đứng lên, cười nói với Hạng Thành, không phải tôi, cũng không phải là ngài, là người dân quyền lên tiếng cuối cùng nằm trong tay bọn họ. Sau lần gặp mặt này với Hạng Thành, Trương Dương đã minh bạch một chuyện, thái độ của mấy vị lãnh đạo Bắc Cảng rất rõ ràng, bọn họ kiên định đứng về phía Thái Hồng, bất chấp tất cả mọi giá muốn kéo Thái Hồng tới Bắc Cảng. Trương đại quan nhân trước giờ cũng không hạng người dễ dàng chịu thua. Trong chuyện góc thương gia mặc dù là Tống Hoài Minh không tiện ủng hộ mình, mặc dù lãnh đạo thành phố Bắc Cảng tất cả đều đứng ở phía đối lập với hắn, mặc dù Triệu Vĩnh Phúc muốn mua 500 mẫu đất ở phía Bắc Cảng Phước Long để mà chuẩn bị rút củi dưới đáy nồi, nhưng Trương Đại Quan Nhân không quan tâm, vì khu bảo lưu thuế nhập khẩu vi phát triển về sau của Tân Hải, lần này hắn quyết không thể nhượng bộ. Hạng thành bị Trương Dương chọc giận, dùng đất gấp đôi để bồi thường cho Tân Hải là nhượng bộ lớn nhất sau khi y suy nghĩ kỹ càng không ngờ thằng ôn trương dương này kiên quyết như vậy trong chuyện góc thương ra không chịu nhượng bộ nửa bước càng không để bí thư thị ủy như y vào mắt sau khi trương dương rời đi hơn nửa ngày sắc mặt âm trầm của hạng thành vẫn không dịu đi cho đến khi trần cương gọi điện thoại tới tình tự của hạng thành mới đỡ hơn được một chút trần cương là mời hạng thành cùng tới kim sắc cảng loan ăn cơm tối nay phía thái hồng an bài hạng thành lúc này hiển nhiên không có tâm tình ăn cơm y lạnh lùng nói tôi không đi Tự anh đi đi." Trần Cương nói, mấy vị cao tầng của phía Thái Hồng đều rất muốn ngài. Hạng Thành nói, tôi hôm nay hơi mệt, anh giải thích với bọn họ hộ tôi. Khi Trần Cương gọi điện thoại, thật ra giám đốc điều hành của tập đoàn Thái Hồng Cơ Nhược Nhạn đang ở ngay trong văn phòng y, Cơ Nhược Nhạn cũng không phải tới một mình, bên cạnh cô ta còn có Lương Khang mới từ kinh thành tới, Cơ Nhược Nhạn và Trần Cương không quen nhau chỉ là lần trước khi gặp mặt có Hàn Huyên vài câu, Trần Cương này đối với nữ tính xinh đẹp luôn luôn rất hòa ái thân thiết. Đương nhiên Trần Cương cũng hiểu rõ người nào có thể đụng vào, người nào không thể đụng vào, đối với nhân vật như cơ nhược nhạt, y chỉ có thể thủ dâm trong lòng mà thôi. Lương Khang là đặc biệt tới đây bái phỏng Trần Cương, Trần Cương là bạn học cùng trường đảng của chú hắn, bên trong quan trường luôn có liên hệ thiên ti vạn lũ. Không cẩn thận là có thể mất quan hệ, Lương Khang cũng ngẫu nhiên nhắc tới mình muốn tới Bắc Cảng, chú hắn mới nói với hắn chuyện này, cũng bảo Lương Khang mang đến một số đặc sản kinh thành cho Trần Cương. Trần Cương liếc một cái liền nhìn ra quan hệ giữa Lương Khang và cơ nhược nhạn không phải bình thường, trong lòng vẫn có một chút ghen tị. Có điều ngoài mặt y vẫn làm rất khá, mỉm cười nói tối nay tôi hai người ăn cơm. Đón gió tẩy Trần cho Lương Khang. Lương Khang cười nói, chú Trần, chú quá khách khí rồi, phải là cháu mời chú mới đúng trần cương nói cơ tiểu thư là thần tài của bắc cảng chúng tôi cậu lại là cháu tôi thế giới này thật sự là rất nhỏ ha ha cơ nhược nhạn nói bí thư trần bí thư hạng nói thế nào trần cương vỗ vỗ đầu mình rồi cảm thán nói cô xem trí nhớ của tôi này không ngờ lại quên mất chuyện quan trọng như vậy bí thư hạng hôm nay không được khỏe tôi thấy hay là để hôm khác đi cơ nhược nhạn nói tôi vốn muốn bàn chi tiết hợp đồng với ông ta trần cương nói thế này đi tôi giúp cô hẹn với thị trưởng cung. Cơ nhược nhạn gật đầu nói, cũng tốt. Tối hôm đó Trần Cương, cung Hoàn Sơn tới khách sạn Vương Nguyện ăn cơm, khách sạn là Trần Khải An bài trước, Trần Khải hiện tại tới phân cục khu khai phá Bắc Cảng, Vương Nguyện cũng là nơi mà hắn tới nhiều nhất, nguyên nhân trong đây cũng bởi vì hắn và viên hiếu thương quan hệ rất tốt. Trần Cương sở dĩ gọi cả em trai đến là vì y muốn tăng thêm ấn tượng của em trai trước mặt thị trưởng cung Hoàn Sơn, trong mắt y, Trước bí thư thị ủy Bắc Cảng đã là vật trong bàn tay của Cung Hoàn Sơn, Trần Khải làm tốt quan hệ với Cung Hoàn Sơn, đối với sự phát triển về sau của hắn cũng có lợi. Lương Khang tuy rằng là một trong tam công tử của kinh thành, nhưng biểu hiện của hắn ở Bắc Cảng rất khiêm tốn, hắn trước giờ luôn làm sinh ý vật liệu thép, mấy năm nay cũng tích lũy được tài phú kinh người, lần này tới Bắc Cảng còn có một mục đích quan trọng, Thái Hồng thiết lập phân nhà máy ở Bắc Cảng, hắn muốn dựa vào tài nguyên của Thái Hồng, đầu tư xây dựng một nhà máy ống thép ở Bắc Cảng chuyện này đã thông qua cơ nhược nhạn để câu thông với triệu vĩnh phúc cũng đã đạt được sự cho phép của triệu vĩnh phúc hắn lần này tới đây cũng là để khảo sát sau khi tiệc tối bắt đầu không lâu cơ nhược nhạn liền nhắc tới vấn đề chọn vị trí xây nhà máy của thái hồng cô ta nói khẽ thị trưởng cung tôi hai ngày trước có gặp mặt câu thông một chút với bí thư thị ủy tân hải trương dương về vấn đề góc thương gia thái độ của hắn về khu đất đó rất kiên quyết nói là đã đưa khu đất đó vào trong quy hoạch của khu bảo lưu thuế nhập khẩu không chịu nhượng lại cho chúng tôi. Cung Hoàn Sơn mỉm cười nói, cơ tiểu thư trước đó đã quen Trương Dương ư. Cơ nhược nhạn gật đầu nói, bằng hữu bình thường. Trương 1650, Thế giới thật buồn cười, ba. Cung Hoàn Sơn nói, vậy thì chắc cũng ít nhiều hiểu tính hắn, thằng nhóc này trẻ tuổi thịnh, rất thích làm náo động. Cán bộ trẻ tuổi cân nhắc chuyện không được đầy đủ, thiếu cái nhìn đại cục. Lương Khang mỉm cười lắng nghe, hắn tuy rằng vừa tới Bắc Cảng, nhưng cũng đã nhìn ra Trương Dương có không ít kẻ địch ở Bắc Cảng, có thể khiến lãnh đạo trực tiếp trước mặt người ngoài của trách hắn làm sai, đủ thấy cung hoàn sơn chán ghét Trương Dương tới mức nào. Có điều Lương Khang cũng nhìn ra một chuyện khác, đó chính là trình độ chấp chính cung hoàn sơn người này cũng không được tốt lắm, thân là thị trường Bắc Cảng, người này miệng hình như hơi lớn một chút. Lương Khang tuy rằng làm kinh thương nhưng nhưng hắn cũng xuất thân từ gia đình cán bộ cao cấp. Từ nhỏ cũng học được chút trình độ của cha anh, nhãn giới tất nhiên không giống bình thường, nhìn thấy biểu hiện của cung hoàn sơn, tất nhiên bất giác so sánh với cha anh, vừa so sánh cao thấp là hiểu ngay. Cơ nhược nhạn nói, thị trường cung, triệu tổng của chúng tôi đã nói qua, nhà máy nhất định phải xây ở góc thương gia, nếu quý thành phố ngay cả điều kiện đơn giản như vậy cũng không thể đáp ứng, như vậy thái hồng của chúng tôi chỉ có thể một lần nữa cân nhắc lại kế hoạch xây dựng phân nhà máy. Cung Hoàn Sơn nói, chuyện này tôi có thể cam đoan với các anh, khu đất của góc thương gia nhất định sẽ cắt cho các anh, sẽ không trở thành chướng ngại trong hợp tác của chúng ta. Cơ nhược nhạn không tin cam đoan của cung hoàn sơn, thủ đoạn của trương dương cô ta đã lĩnh giáo. Cơ nhược nhạn nói: thị trưởng cung gần đây trên xã hội thượng lưu truyền một số lời đồn đại bất lợi đối với thái hồng chúng tôi, có những điều đã tạo thành tổn hại tới chúng tôi trên danh dự. Cung hoàn sơn biết rồi còn giả bộ hồ đồ nói có ư? Các giới của bắc cảng trước giờ vẫn có thái độ hoan nghênh đối với thái hồng, lời đồn đại trên xã hội cũng không thể tin được lương khang mỉm cười nói miệng nhiều người sói chảy vàng tích hủy tiêu cốt thị trường cung trăm ngàn lần đừng coi thường lực lượng của lời đồn trần cương nói phương diện này tôi cũng có nghe nói một chút hôm nay đọc được một bài báo trên nhật báo đông nam có nội dung ám chỉ tập đoàn thái hồng của các anh cơ nhược nhạn nói bí thư trần cũng đọc à trần cương gật đầu nói bài văn đó viết rất không khách quan cũng không biết vì sao lại được đăng hiện tại truyền thông tin tức thiếu đạo đức quá Người viết bài đó tên là Lương Đông Bình, là người của khoa tuyên truyền ủy ban thể dục thể thao Nam Tích, cô nói xem một người của khoa tuyên truyền ủy ban thể dục thể thao như hắn tại sao lại quan tâm tới công nghiệp và hoàn cảnh. Trần Khải nói, Lương Đông Bình đó trong giới tin tức cũng có chút danh tiếng, trước đây bởi vì nhảy lầu ở đối diện chính phủ tỉnh mà bị giáo dục lao động, đúng rồi, hắn được Trương Dương điều đến ủy ban thể dục thể thao Nam Tích, bài văn này chắc không phải là Trương Dương bày mưu đặt kế bảo hắn viết chứ? hai anh em kẻ sướng người hỏa hướng đầu mâu về phía Trương Dương. Trần Cương cố ý nghiêm mặt nói, Trần Khải, chuyện không có chứng cớ trăm ngàn lần nói lung tung. Cơ nhược nhạn mỉm cười nói, thật ra chuyện này chúng tôi đã bắt tay vào điều tra rồi, bất kỳ hành vi bôi nhỏ Thái Hồng chúng tôi đều sẽ không được phép, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn. Cung Hoàn Sơn nói, làm việc tốt thường gian nan, tôi tin tất cả chướng ngại tới sự hợp tác giữa Thái Hồng và chúng tôi đều sẽ bị tiêu trừ, chờ triệu tổng trở về Bắc Cảng, chúng ta có thể chính thức ký hợp đồng. Cơ nhược nhãn nói, thị trường cung, chuyện góc thương gia chưa được giải quyết triệt để thì không thể đạt được điều kiện để ký hợp đồng. Lương Khang cười nói, tôi thấy chắc không có vấn đề gì đâu, hiện tại thị trường cung đã cam đoan rồi, Tân Hải là hạt thành phố của Bắc Cảng, Trương Dương có năng lực đến mấy cũng phải nghe theo thị trường cung mà phải không? Lương Khang miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy, nếu Cung Hoàn Sơn nói Trương Dương chịu nghe thì đã không dẫn tới cục diện bế tắc như đến bây giờ. Cung Hoàn Sơn cảm thấy mặt nóng bừng, y luôn cảm thấy lời nói của Lương Khang hình như đang châm chọc mình, đương nhiên y cho rằng mình rất có thể đã nghĩ nhiều rồi. Cung Hoàn Sơn nói, yên tâm đi, hợp tác giữa Bắc Cảng và Thái Hồng sẽ không tồn tại bất kỳ vấn đề gì, vấn đề của Trương Dương chúng tôi sẽ giải quyết. Cơ nhược nhãn nói, tôi tin thành ý của thị trưởng cung, nếu phía Bắc Cảng có thể cân nhắc tới lợi ích của xí nghiệp ngoại lai như thị trường cung thì tốt rồi. Bữa cơm này cung Hoàn Sơn ăn cũng không thoải mái chút nào, y có thể nhìn ra rõ ràng, bất kể là lương khang hay là cơ nhược nhạn đối với mình tôn kính chỉ là ngoài mặt, đám người này tuy rằng trẻ tuổi, nhưng căn cơ đều rất sâu, nói cách khác, người ta đều là ngậm chìa khóa vàng tới thế giới này, khác với loại người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng như y, cung Hoàn Sơn thậm chí từ trên người bọn họ tìm được điểm giống nhau với Trương Dương sau khi tiệc tối chấm dứt mọi người ai đi đường nấy trần cương và huynh đệ trần khải đi cuối cùng trần khải nói đại ca thị trưởng cung tối nay hình như không cao hứng lắm trần cương cười nói trong khoảng thời gian này hắn quả thực không thuận lòng lắm thằng ôn trương dương khiến gà chó cũng không yên trần khải nói em thật sự không hiểu vì sao tất cả mọi người phải chịu đựng hắn từ khi bị trương dương đá đi hận ý của trần khải đối với trương dương vẫn ẩn sâu trong lòng Trần Cương cười lạnh nói cười lạnh nói, em cứ chờ mà xem, hắn không đắc ý được bao ngày nữa đâu. Trần Khải nói, anh, anh là nói thị lý muốn. Trần Cương lắc đầu, nói khẽ triệu vĩnh phúc đó cũng không phải là dễ đối phó đâu. Y ngáp một cái rồi nói, gần đây công tác bận quá, tinh thần có chút khẩn trương, cần thả lòng. Trần Khải đại ca đại ca nói như vậy thì không khỏi có chút buồn cười, hắn đương nhiên minh bạch ý tứ của đại ca, Trần Khải nói, gần đây thiên nhai có hai ca sĩ mới, hay là chúng ta đi nghe thử chút nhé. Khóe môi Trần Cương lộ ra nụ cười hiểu ý, được, được. Trần Cương đi vào thiên nhai lập tức bị tiếng ca từ trên sân khấu chuyển đến hấp dẫn, y nheo mắt nhìn lên chính giữa sân khấu, nữ ca sĩ mặc trang phục diễn suốt màu vàng đang biểu diễn rất thâm tình. Trần Khải nói khẽ, cô ta tên là Đới Lâm, rất có danh tiếng, thế nào? Anh nếu thích thì em sẽ an bài. Trần Cương cười cười, lúc này quản lý của thiên nhai trần thanh hồng ra đón nhìn thấy huynh đệ trần cương cô ta cười rất quyến rũ trần khải vẫy vẫy tay với cô ta trần thanh hồng lả lướt đi tới trước mặt bọn họ anh khải tới rồi cô ta không chào trần cương là vì cô ta biết tính tình của trần cương y không thích người khác chào hỏi y mà quan hệ giữa trần thanh hồng và trần khải rất tốt hai người còn là huynh muội kết bái từ ý nghĩa nào đó mà nói thì cô ta cũng có thể gọi trần cương một tiếng anh trai trần khải gọi trần thanh hồng sang một bên ghé vào tai cô ta rồi thì thầm vài câu trần thanh hồng mặt mày hớn hở gật đầu sau đó nhỏ giọng nói với trần khải cô ta ra giá rất cao trần khải nói có giá là tốt rồi trần thanh hồng gật đầu cô ta vẫy vẫy tay về phía xa xa nói bối bối đưa hai vị khách nhân tới phòng 7 một giọng nói thanh thúy vang lên trần cương đưa mắt nhìn lại hai mắt ghi đột nhiên sáng ngời người ta tuổi càng làng thì cần dễ bị thanh xuân đả động Nữ nhân viên phục vụ trước mắt tràn ngập sức sống thanh xuân, tuy rằng không trang điểm đậm, nhưng lại có cảm giác như phù dung trong suốt, khiến cho người ta cảnh đẹp ý vui, không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ so hàng với hàng, trong lòng Trần Cương thầm so sánh cô gái này với nữ ca sĩ trên sân khấu, đánh giá đối với người sau chỉ còn lại có bốn chữ dung chi tục phấn. Trần Cương hiểu rõ mình thích gì, mình muốn gì. Tang bối bối công tác được vài ngày ở Thiên Nhai rồi, bởi vì Trương Dương Trần Thanh Hồng đối với cô ta cũng rất chiếu cố. Bình thường cũng chỉ bảo đi đưa rượu dẫn đường, khách nhân thiên nhai đều rất thần bí, đa số cũng đều rất giữ mình. Ít nhất cho tới bây giờ tang bối bối vẫn không gặp bất kỳ phiền toái gì. Cô ta đưa huynh đệ Trần Cương tới phòng 7, ánh mắt của Trần Cương từ đầu đến cuối không rời khỏi tang bối bối, ngay cả Trần Khải cũng cảm thấy được dị thường của đại ca sau khi gọi rượu. Tang bối bối xoay người rời đi, Trần Cương nhìn bóng dáng của tang bối bối, cho đến lúc cửa phòng đóng lại y mới lắc đầu. Trần Khải cười nói, đại ca, anh thích cô ta à? Trần Cương không trả lời, mà là thấp giọng nói một câu, vưu vật. Trần Khải nói, tiểu cô nương mà thôi, loại nhà đầu này thì hiểu được cái gì là phong tình đâu. Trần Cương nói, mày thì biết cái gì, thanh thuần vẫn tốt hơn. Trần Khải cười nói, nếu đại ca thích, lát nữa em bảo Thanh Hồng An bài cô ta tới đây rượu, Trần Cương mỉm cười nói, anh không thích uống rượu. Trần Khải nghe ra ẩn ý của đại ca, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, đại ca hắn cái gì cũng tốt, chỉ là ở phương diện này không giữ được mình, người hơn 50 rồi mà vẫn cứ thích đi thẳng vào chủ đề. Khi hai huynh đệ đang nói chuyện thì Tăng bối bối bưng rượu vào. Trần Khải đặt một sắp tiền lên khay, phải hơn một ngàn, Tăng bối bối ngây ra một thoáng, nghĩ thầm hay rồi, gặp thằng ngu rồi. Ngừng đầu ngừng đầu nhìn Trần Khải một cái cái này gọi là tiền bâu ơ, không lấy thì phí, cô ta cầm một ngàn đồng rồi cất đi, cười nói cảm ơn tiên sinh. Cầm tiền của người ta thì nói sao cũng phải tươi cười chút chứ. Trần Khải nói, không có gì, cô nương, chỉ cần cô có thể khiến đại ca tôi cao hứng thì đây mới chỉ là chút lòng thành thôi. chương 1651, bắt đầu tính sổ một Tang bối bối nhìn nhìn Trần Cương, phát hiện lão nhân này ánh mắt tràn ngập, dâm tà, Trần Cương cười rất vui vẻ, nước dãi sắp chảy cả ra rồi bộ dạng này khiến tang bối bối cảm thấy có chút ghê tởm tang bối bối nói ông ấy không phải rất cao hứng ư hay là để tôi kính ba chén vậy cô ta định rót rượu thì trần khải tóm lấy tay cô ta nói khẽ cô hiểu đấy tôi sẽ cho cô một vạn tang bối bối nói tiên sinh anh hiểu lầm rồi tôi là nhân viên phục vụ trần khải nói hai vạn tang bối bối nói tôi mới đi làm trần cương nói nhà đầu này đáng yêu đấy Trần Khải nói, năm vạn. Trần Khải nhận thức sai lầm rồi, hắn cho rằng ở trong thiên nhai không có chuyện gì mà tìa không làm được. Tang bối bối nhìn thấy Trần Khải cứ nắm tay mình không buông, có chút tức rồi, mắt đẹp trừng lên, nói anh có bệnh có phải hay không? Ở nơi đông người dở trò lưu manh, buông tay ra. Trần Khải nghe cô ta nói như vậy thì lập tức phát hỏa, mày nói cái gì đấy? Mày biết tao là ai không? Tang bối bối nói, tôi sao phải biết anh là ai? buông tay ra trần khải đang muốn phát hỏa thì lại nghe trần cương nói tiểu khải làm gì thế bỏ tay ra trần khải lúc này mới buông tay tang bối bối ra tang bối bối đứng lên xoay người đi ra ngoài trần khải chưa từng gặp nữ chiêu đãi viên kiêu ngạo như vậy tức giận nói mày đứng lại đó tang bối bối căn bản không để ý tới hắn tiếp tục đi ra cửa trần khải muốn đuổi theo cô ta thì lại bị trần cương giữ lại trần cương nói thôi ra ngoài chơi việc gì phải làm việc không vui lúc này trần thanh hồng dẫn đới lâm bước vào trần thanh hồng nhìn thấy sắc mặt trần khải không tốt thì vội vàng hỏi han ân cần trần khải nói lại chuyện xảy ra vừa rồi trần thanh hồng vừa nghe là tang bối bối chọc hắn tức thì không khỏi thở dài nhà đầu đó tính tình vậy đấy tôi đã sớm muốn đuổi nó đi rồi nhưng viên tổng đã dặn dò bảo tôi chiếu cố nó trần khải nói chẳng lẽ cô ta là người của lão viên à trần thanh hồng lắc đầu dựa vào vai trần khải rồi ghé vào tai hắn nói khẽ tân hải trương dương nhìn chúng cô ta một mực là trương dương bao cô ta trần khải nghe thấy câu này sắc mặt đột nhiên thay đổi hắn lặng lẽ uống rượu trần cương nhìn ra vẻ mặt của vẻ mặt khác thường lấy cớ đi toilet trần khải đi vào theo kể lại những lời vừa rồi trần thanh hồng nói với hắn trần cương nghe vậy không khỏi nhíu mày đột nhiên cảm thấy vô vị y nói khẽ tôi buổi tối còn có việc đi đây trần cương phải đi Trần Khải tất nhiên cũng sẽ không ở lại, hai huynh đệ ở thiên nhai không bao lâu thì đi, khiến Trần Thanh Hồng rất kinh ngạc. Nhưng những người trong quan trường này làm việc đều là như thế vậy, nói trở mặt là trở mặt, Trần Thanh Hồng cho rằng nhất định là tang bối bối đắc tội với bọn họ, cô ta đặc biệt gọi tang bối bối vào văn phòng, giáo huấn vài câu. Tang bối bối thì chẳng thèm nể mặt cô ta, cô ta đã sớm nhìn ra, Trần Thanh Hồng chỉ là một quản sự ở đây. Chủ nhân chân chính có 89 phần người là viên hiếu thương, Viên Hiếu Thương cho rằng Trương Dương coi trọng mình, mà hắn lại muốn lấy lòng Trương Dương, cho nên đối với mình cũng đặc biệt chiếu cố. Trần Thanh Hồng không dám làm gì mình cả, cô gái nhỏ này ít nhiều có ý nghĩ thị sủng sinh kiều, nghe xong vài câu liền không kiên nhẫn cáo từ. Tang bối bối tối nay quả thực có việc, Trương Dương vừa mới gọi điện thoại cho cô ta, hẹn cô ta cùng nhau uống rượu, lập tức đến bãi đỗ xe ngầm. Tang bối bối thay quần áo rồi chạy xuống bãi đỗ xe, có câu không phải oan ra thì không đụng đầu, Trương Dương vẫn chưa tới, hai huynh đệ Trần Khải thì mang đầy một bụng tức, vừa hay ở bãi đỗ xe chuẩn bị rời khỏi đó, Trần Khải vừa mới khởi động xe thì nhìn thấy tang bối bối đi xuống, hắn liếc một cái liền nhận ra là nữ chiêu đãi viên đó, Trần Khải tắt máy, Trần Cương cũng nhìn thấy tang bối bối, y biết em trai có ý chút giật, khuyên nhủ tiểu Khải, đi thôi, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Trần Khải nói, em không nuốt nổi cục tức này, hắn mở cửa xe bước xuống. Tang bối bối nghe thấy tiếng bước chân, nhìn thấy Trần Khải đi tới chỗ mình, tang bối bối đã thay thường phục, mặc áo lông màu đen, áo lót màu đỏ, váy ngắn màu đen, lộ ra cặp đùi thon dài trắng nón. Trần Khải không thừa nhận cũng không được rằng cô gái này rất đẹp, chẳng trách anh trai vừa rồi động lòng. Trần Khải đi đến trước mặt tang bối bối, lạnh lùng nhìn cô ta, mày con mẹ nó chơi tao à? Tang bối bối nói, anh là ai? Tôi không biết anh, cách xa tôi một chút, cẩn thận không lại làm mình bị thương đó. Trần Khải nói, tao nói cho mày biết, ở cái Bắc Cảng này không ai dám chọc vào tao cả. Tang Bối Bối đeo tai nghe lên, không thèm để ý tới hắn. Trần Khải nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu kỹ nữ, nói còn chưa dứt lời thì bóng trắng trước mắt nhoáng lên một cái, Tang Bối Bối nhanh gọn tát một phát vào miệng hắn. Cú tát này không nhẹ, đánh cho nửa mặt của Trần Khải sưng phồng lên. Trần Khải phát hỏa, hắn ở Bắc Cảng tốt xấu gì cũng là nhân vật có số mà, không ngờ bị một nữ chiêu đãi viên đánh chuyện này nếu truyền ra ngoài, hắn chẳng phải là không còn mặt mũi nào gặp người ta nữa ư. Trần Khải nổi điên tát lại tang bối bối. Tang bối bối nghiêng sang một bên, tóm lấy cổ tay hắn, mượn thế và lại cho hắn một cái, Trần Khải ngã trỏng vó lên trời, cú vả này không nhẹ, trước mắt nổ đom đóm, thiếu chút nữa thì ngất đi. Trần Cương vốn ở bên trong xe chờ, nhưng y không ngờ em trai lại đi đánh nhau với nữ chiêu đãi viên này, càng làm cho y không ngờ là, Trần Khải là cảnh sát được huấn luyện chuyên nghiệp lại không đánh lại được một nữ chiêu đãi viên nhu nhược. Trần Cương mở cửa xe vội vàng đi tới, "Dừng tay, dừng tay." Khi y nói dừng tay thì Tang Bối bối lại đá hai cước vào bụng Trần Khải, "Anh nói dừng tay chứ có bảo tôi dừng chân đâu." Cô bé này xuống tay cũng rõ thâm. Hai cú đá của Tang Bối bối đã khiến Trần Khải triệt để mất năng lực phản kháng, ôm bụng rên rỉ. Trần Cương nói, "Đừng đánh, đừng đánh." Tàng bối bối chỉ vào mũi Trần Cương nói: "Lão già, ông cút sang một bên cho tôi, chọc giận tôi thì ngay cả ông tôi cũng đánh luôn đấy." Trần Cương bị cô ta hét cho ngây người, nói thật, Trần Cương thật đúng là không có sức chiến đấu gì, nhìn thấy em trai bị đánh thành thế này, mình sống sống an nhàn sung sướng quen rồi, cho dù sông lên cũng chỉ có nước ăn đòn, hắn thầm nghĩ, con gái thời buổi này sao hung mãnh như vậy? Tiếng bánh xe ô tô ma sát với mặt đất từ xa vang lên một chiếc xe Audi treo biển công đỗ trước mặt bọn họ, đèn xe chiếu vào người bọn họ, mấy người đều bị chiếu cho không mở mắt ra được, cửa xe mở ra, trương đại quan nhân từ bên trong bước xuống, tăng bối bối chạy tới trương dương, hai lão lưu manh này khi dễ em. Trần Cương thật sự là dở khóc dở cười, mình từ lúc nào thành lưu manh vậy? Lại còn thêm một chữ lão nữa, y lần đầu tiên sinh ra ý niệm kiểm điểm mình, trường hợp như vậy, với thân phận mình vốn không nên tới, giờ thì hay rồi, phiền toái rồi. Với nhãn lực của trương đại quan nhân, từ xa đã nhận ra hai huynh đệ Trần Cương, thằng cha này trong lòng không cảm thấy lo lắng cũng không cảm thấy tức giận, không lo lắng là vì hắn biết đừng nói là hai huynh đệ Trần Cương, cho dù là mấy người cũng không phải là đối thủ của tang bối bối, không tức giận là vì hắn ước gì hai huynh đệ Trần Cương phát sinh chút va chạm với tang bối bối, thật ra hai huynh đệ Trần Cương cũng không tìm được thóc của hắn, mà là trương đại quan nhân muốn chủ động tìm được thóc của họ. Hiện tại hai thằng này không ngờ chủ động chui vào họng súng, con mẹ nó, muốn chết à. Dưới tình huống như vậy gặp mặt Trương Dương, Trần Cương rất xấu hổ, bất kể Tang Bối Bối này có phải thân mật với Trương Dương hay không, mình cũng không tiện giải thích tất cả xảy ra trước mắt. Không thể không thừa nhận ra mặt Trần Cương cũng khá là dày, y cười nói: "Trương Dương, khéo thế." Trương Dương không để ý đến y, nói với Tang Bối Bối: "Em họ, sao thế em?" Tang Bối Bối mở to hai mắt nhìn, mình sao lại đột nhiên thành em họ của hắn? có điều cô ta lập tức minh bạch, thằng cha này là tránh thị hiềm. Tang bối bối hung hăng trừng mắt lườm Trương Dương một cái rồi nghiến răng nghiến lợi nói, anh họ, hai lão lưu manh này khi dễ em. Trương Dương nói, em nhất định là hiểu lầm rồi. Hai vị này một vị là bí thư ủy ban kỷ luật của chúng ta, một vị là cục trưởng phân cục khu khai phá, đều là cán bộ quốc gia. Sao có thể là lão lưu manh được? Ra mặt Trần Cương đỏ bừng, đánh người không đánh vào mặt, mắng chửi người ta không mắng vào chỗ yếu, em trai bị tiểu cô nương này này đánh, chỗ sâu huyết điểm của hai anh em họ đều bị Trương Dương vạch trần, tối nay sao xúi quẩy như vậy. Nhưng chuyện hôm nay rõ ràng là phía mình đối lý, Trần Cương nói, Trương Dương à, thì ra tiểu cô nương này là em họ của cậu. Y đương nhiên không tin cách này này của Trương Dương. Trương Dương nói, Bí thư Trần, ngài sao lại ở đây? Trần Cương nói, ăn cơm, ăn cơm, y đỡ Trần Khải lên, nói với Trương Dương, hiểu lầm thôi, chúng tôi đi trước. Tang bối bối còn muốn không buông tha nhưng lại bị Trương Dương giữ chặt lại, lôi vào bên trong xe Audi, tăng bối bối tiến vào bên trong xe liền phát hỏa, ê. Anh từ lúc nào trở nên nhát gan thế? Trương 1652, bắt đầu tính sổ 2. Trương Dương nói, cô thì biết cái gì, chín quá hóa nỗ, thế là được rồi. Đang nói chuyện thì nhìn thấy Trần Cương lái xe vội vàng rời đi. Trương Dương cũng quay đầu, rời khỏi bãi đỗ xe dưới đất. Tang bối bối tràn ngập trào phúng nói, đám cán bộ bắc cảng các anh tất cả đều là lũ dâm dê. Trương Dương nói, Trần Cương là lão sắc lang, tôi đang muốn tìm hắn gây phiền toái đây, không ngờ hắn chủ động chọc tới đầu tôi. Tang bối bối phát hiện Trương Dương đang từ xa bám theo xe của Trần Cương, cô ta cười nói, anh muốn theo dõi bọn họ. Trương Dương không phủ nhận. Tang bối bối nói, không cần sát vậy đâu, tôi đã lắp một máy truy tung trên người tên lưu manh kia rồi hắn trốn không thoát đâu. Trương đại quan nhân có chút ngạc nhiên nhìn tang bối bối, nhà đầu, đúng là nhân tài. Anh họ, tôi giúp anh xử lý chuyện này, anh cám tạ tôi thế nào? Trương đại quan nhân nói, chữ bát còn chưa phẩy đã đòi thù lao rồi, chúng ta xem xem có phát hiện được gì không đã. Trần Khải nằm trên ghế phụ hơn nửa ngày mới cảm thấy đau đớn giảm bớt một chút, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, em không tha cho cô ta đâu trần cương nói còn không biết xấu hổ mà nói nữa à tối nay nếu không phải vì mày thì sao lại phiền phức như vậy trần khải có chút hủy khuất nói em còn không phải là vì đang nói thì nhìn thấy sắc mặt âm trầm của đại ca câu tiếp theo không dám nói ra nữa khi lái vào đường phân luồng hắn cẩn thận nhìn nhìn về phía sau xe trương dương không hề đi theo trần khải nói đại ca anh yên tâm chuyện này em sẽ không bỏ qua đâu Trần Cương nói, tao thấy tốt nhất cứ bỏ đi, không cần chúng ta ra tay, tự có người đối phó hắn. Sau khi đưa Trần Khải về nhà, Trần Cương không hề về nhà, chuyện đêm nay khiến y cảm thấy vô cùng buồn bực, trong lòng đầy lửa giận, muốn phát tiết, y cầm điện thoại lên bấm một dãy số quen thuộc, Trần Cương chỉ nói một câu, tôi ở chỗ cũ chờ cô. Chỗ cũ mà Trần Cương nói là ra thịnh huyền, y ở đây có một căn phòng ba gian, rất ít người biết nơi này, Trần Cương đỗ xe trong gara, theo thói quen nhìn xung quanh một chút, sau đó đi lên lầu. Vào trong phòng, Trần Cương cởi âu phục, cởi thắt lưng, ngồi trên sofa, nhắm mắt lại nhắm mắt lại hồi tưởng những gì phát sinh vào buổi tối, trong lòng càng thấy căm tức hơn. Hơn 10 phút sau, y nghe thấy tiếng mở cửa, rồi tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên, Trần Cương nói khẽ, đừng bật đèn. Sau khi cửa phòng đóng lại thì được khóa trái, Trần Cương nghe thấy một tiếng thở dài quen thuộc. Trần Cương nói, sao lâu như vậy mới đến? Một giọng nữ u oán nói, đã muộn thế này rồi anh mới nhớ tới tôi à? Nữ nhân chậm rãi bước vào trong ánh trăng, khuôn mặt cô ta lờ mở hiện ra, nữ nhân này chính là tiền chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Tân Hải Hồng Trường Thanh. Trần Cương vẫy vẫy tay với cô ta, Hồng Trường Thanh đi tới bên cạnh y, ôn nhu nói, muốn trước tiên ấm rửa một cái đã không? Trần Cương không nói gì, bỗng nhiên y ôm lấy Hồng Trường Thanh, cực kỳ thô lỗ đè cô ta xuống ghế, tóc váy cô ta lên, không có bất kỳ điểm báo nào xâm nhập vào người cô ta. Hồng Trường Thanh hồn hển hét, lão già, anh nhẹ chút. Trần Cương hạ giọng nói, cô không phải thích tôi dùng sức ư. Cô không phải thích tôi đối đãi hung bạo với cô ư. Nữ nhân các cô đều là ngoài miệng nói một kiểu, trong lòng thích một kiểu. Tối nay Trần Cương rất điên cuồng. Đuôi trắng nón của Hồng Trường Thanh quạp chặt lấy Trần Cương, dùng phương thức như vậy để làm chậm động tác của y, cô ta thở hồng hồng nói, sao? Ai chọc tức anh à? Dùng tôi để phát tiết ư? Cô ta từ trong đáy lòng rất khinh bỉ nam nhân này, lần điều động này khiến cô ta triệt để thấy rõ được bộ mặt của Trần Cương, mình trả giá vì hắn nhiều như vậy, đến cuối cùng, hắn lại phân mình tới phòng tổng hợp cục khoa học kỹ thuật khu khai phá, một nhà môn nước trong không hề có quyền lực, hơn nữa từ sau khi điều động, Trần Cương không còn tìm cô ta nữa. Trần Cương không nói lời nào, máy móc hoạt động trên người Hồng Trường Thanh, y nhắm mắt lại, trong đầu lại nghĩ đến Hồng Thi Kiều, cháu gái của Hồng Trường Thanh. Hồng Trường Thanh nói, tôi tới cục khoa học kỹ thuật đã được một đoạn thời gian rồi, anh thấy có phải có thể giúp tôi đổi nơi khác không? Có lẽ là để trả thù những lời này của cô ta, Trần Cương hung hăng dướn lên, sau đó nói, Thi Kiều gần đây đang làm gì? Hồng Trường Thanh cắn cắn môi, cảm thấy một loại vũ nhục. Hai người không biết, khi bọn họ đang giao chiến kịch liệt, trương đại quan nhân và tang bối bối đang ở trên ban công dùng kính hông ngoại nhìn vào bên trong. Tang bối bối căn bản không ngờ hai người này vừa vào đã diễn xuất trường hợp giao phong nóng bỏng này, mặt xấu hổ đến đỏ bừng, cô ta không dám nhìn, trương đại quan nhân thì lại xem rất vui vẻ. Hắn huyết tang bối bối, tang bối bối giống như gặp rét né sang một bên, trương dương vươn năm ngón tay ra, ý là bảo cô ta đưa máy ảnh mimi, mi, tang bối bối tới Tân Hải đúng là rất tốt, có rất nhiều trang bị gián điệp công nghệ cao để dùng. Tang bối bối đưa máy ảnh cho hắn. Trương đại quan nhân ra hiệu cho cô ta, sau đó kéo cửa, đối với trương đại quan nhân mà nói thì đây không phải là lần đầu tiên làm chuyện loại này, có thể nói là ngựa quen đường cũ, ấn nút tạch tạch, ánh đèn lóe lên, chiếu sáng khuôn mặt bởi vì hoảng sợ mà trở nên vặn vẹo của Trần Cương. Trong đầu Trần Cương cũng bởi vì ánh đèn loang loáng mà trở nên trống rỗng, khi ý thức của Trần Cương dần dần trở lại trong cơ thể y, y muốn xông lên bất chấp tất cả cướp lại máy ảnh trong tay đối phương thì đối phương đã biến mất khỏi ban công rồi. Trần Cương muốn đuổi theo, nhưng Hồng Trường Thanh bởi vì hoảng sợ mà ôm chặt lấy y, trong trí nhớ của Trần Cương, cô ta chưa bao giờ thắt chặt như vậy, ở sau lưng một luống khí lạnh sộc thẳng lên não, sau đó Trần Cương cảm thấy mình tinh phun ra như suối, cả người sụi lơ. Không biết qua bao lâu, Trần Cương mới khôi phục lại chút sinh khí, y từ từ bò dậy từ trên người Hồng Trường Thanh, Jun Jun rẩy rẩy mặc quần áo, y nghe thấy tiếng khóc nức nở của Hồng Trường Thanh trong bóng đêm. Trần Cương châm một điếu thuốc, ngồi trong bóng tối lặng lẽ hút, một lát sau y cuối cùng cũng không nhịn được nữa, gầm khẽ khóc cái gì? Hồng Trường Thanh khóc thút thít nói, rốt cuộc là ai? Trần Cương không nói gì, bởi vì y căn bản là không nhìn rõ, đối phương từ đầu đến cuối đều ẩn thân trong bóng đêm, hơn nữa động tác của hắn rất nhanh, sau khi chụp xong cũng đi ngay. Trần Cương lúc này mới nhớ tới mình đang ở tầng 4, rốt cuộc là hắn làm thế nào mà bò lên được. Hồng Trường Thanh nói, giờ thì xong rồi, vạn nhất bức ảnh đó được truyền ra, tôi làm sao mà sống được. Trần Cương tức giận nói, khóc khóc khóc, cô diễn trò cho ai xem. Hồng Trường Thanh sửng sốt, nuốt lệ nhìn Trần Cương, anh có ý gì? Anh nói tôi diễn trò ư, tôi diễn làm gì, nhiều năm như vậy rồi, anh đã làm được gì cho tôi? Gọi thì đến đuổi thì đi à? anh hiện tại không ngờ hoài nghi tôi, anh có phải là người không? Trần Cương chỉ vào phía cửa lớn, cút. Hồng Trường Thanh cắn môi dùng sức lắc đầu, cô ta hôm nay xem như đã triệt để nhận rõ bộ mặt thật của Trần Cương, cô ta đứng lên đi ra cửa, tới trước cửa thì cô ta dừng chân, xoay người nói với Trần Cương, anh nhớ kỹ cho tôi, trên đời này không đạo lý ăn bánh mà không trả tiền, nếu tôi xảy ra bất kỳ chuyện gì, anh cũng sẽ không được sống yên đâu, còn nữa, anh nhớ kỹ cho tôi chuyện công tác anh không muốn giải quyết thì anh phải bồi thường cho tôi bằng cái khác tự anh nghĩ đi nói xong hồng trường thanh đi trần cương tức giận đến nỗi cầm chén trà trên bàn lên ném mạnh vào tường nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa kỹ nữ quả phụ vô tình kỹ nữ vô nghĩa hôm nay trần cương xem như đã nhận thức được sâu sắc ý nghĩa của những lời này trương dương và tăng bối bối trốn ở trong xe nhìn hồng trường thanh rời khỏi gia thịnh huyền hồng trường thanh thỉnh thoảng che miệng tựa hồ đang khóc tang bối bối thở dài nói trương dương à trương dương anh dùng loại thủ đoạn này để đối phó với người khác thì có phải là quá ti bỉ không trương đại quan nhân nói ai bảo hắn khi dễ em họ tôi tang bối bối chừng mắt lườm hắn một cái tôi không cần loại anh họ như anh cô ta chỉ chỉ vào máy ảnh trong tay trương dương chuyện này anh định làm thế nào trương dương cười nói dưới tình huống lúc đó trần cương không thấy rõ là ai làm có điều hắn khẳng định sẽ hoài nghi tôi Tang bối bối nói, anh là muốn lợi dụng cơ hội lần này để chơi chết hắn, hay là giữ trong tay rồi dần dần dày vò. Tôi thấy anh khẳng định sẽ chọn cái sau. Trương đại quan nhân tỏ vẻ tán thưởng với những lời này của Tang bối bối, nhà đầu, càng lúc càng hiểu tôi đấy, trong thường ủy Bắc Cảng, sẽ không có một ai nguyện ý lên tiếng giúp tôi. Cô nói thằng chó Trần Cương này nếu đột nhiên đổi hưởng, đám thường ủy đó có phải sẽ trợn mắt lên mà nhìn tôi không? Trần Cương cân nhắc mãi, chuyện này hắn không nói với bất kỳ ai, bao gồm cả em ruột y, tối hôm qua y chỉ chạm mặt với Trương Dương, Trần Cương nghĩ tới nghĩ lui, nếu nói có kẻ thù, như vậy Trương Dương không nghi ngờ gì nữa là kẻ thù lớn nhất trước mắt của y, trước đây y vẫn muốn trả thù Trương Dương, mà Trương Dương cũng làm không ít chuyện nhằm vào y, gần đây y nghe được phong thanh, Trương Dương tuyên bố muốn thay thế vị trí thường ủy của y, đương nhiên cái này chỉ là nghe nói, tính đáng tin cũng không lớn. chương 1653, bắt đầu tính sổ 3. Ba. Nhưng nếu những bức ảnh này thật sự nằm trong tay Trương Dương thì chỉ sợ là phiền to rồi. Sau cả một đêm cân nhắc, Trần Cương quyết định tìm Trương Dương để nói chuyện, thử một chút xem chuyện này rốt cuộc có liên quan tới hắn không. Trương Dương không bất ngờ vì nhận được lời mời của Trần Cương, bản thân hắn cũng chưa rời khỏi Bắc Cảng, nghe nói Trần Cương mời hắn ăn cơm, Trương Dương vui vẻ đáp ứng lời mời. Địa điểm mời cơm của Trần Cương ở Kim Sắc Cảng Loan, vốn Trần Cương với Vương Miện quen thân hơn nhưng sau khi xảy ra chuyện tối hôm qua, Vương Miện đã trở thành ác mộng của y. Muốn tìm một cái cớ để mời người ta ăn cơm cũng không phải là quá khó khăn với một lão thủ chính trị như Trần Cương, Trương Dương đáp ứng rất thống khoái, không đợi y nói ra lý do muốn giải thích hiểu lầm tối hôm qua Trương Dương đã đáp ứng rồi. Trần Cương càng hoài nghi Trương Dương có vấn đề. Trương Dương và Trần Cương đơn độc ngồi cùng một chỗ ăn cơm vẫn là lần đầu tiên, hai người là đối thủ là kẻ địch, có thể khiến hai người ôm địch ý với nhau ngồi cùng một chỗ, khẳng định có một người nhất định phải chủ động nhượng bộ. Phía nhượng bộ thường thường là phía chủ động đề xuất lời mời, cho nên khi Trần Cương nhìn thấy Trương Dương thì cười rất hòa ái. Trương đại quan nhân cũng không biểu hiện ra bất kỳ ngạo khí nào, thắng không kiêu bại không nản mới là tố chất cơ bản nhất của một quan viên. Đóng cửa lại, có một số lời không tất yếu phải quanh co lòng vòng, Trần Cương nói, "Chuyện tối hôm qua tôi thật sự xin lỗi." Trần Khải uống say cho nên mới phát sinh xung đột với em họ anh. Trần Cương tận lực biểu hiện rất khiêm tốn, nhưng ở trong mắt Trương Dương, thằng cha này hôm nay không còn tinh khí thần của trước kia, lộ ra vẻ ăn nói khép nép. Trương Đại Quan Nhân cười nói, bí thư Trần thật sự là quá khách khí rồi, ngày hôm qua cũng không phải là trách nhiệm của một mình Trần Khải, đứa em gái họ của tôi cũng nóng tinh lắm. Trần Cương cười một tiếng, y nói khẽ chuyện như vậy truyền ra thì không tốt. Trương Dương nói, đúng vậy, tôi lo lắng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của mọi người, chuyện đã qua rồi thì chúng ta coi như chưa có gì xảy ra, coi như lật sang trang mới. Trần Cương nói, Trương Dương, tôi không nhìn lầm anh, trước đây tôi biết lòng giả anh rất rộng rãi, làm việc rất có cái nhìn đại cục. Trương Dương cười nói, công là công và tư là tư, một cán bộ quốc gia ngay cả chút tố chất như vậy cũng không thế nào không có được. Trần Cương nói, cán bộ trẻ tuổi có tố chất như anh cũng không phải là nhiều. Trương Dương nói, tôi dù sao cũng trẻ tuổi, không giỏi xử lý quan hệ với đồng sự, chung quanh có không ít người đều nói tôi dùng người không khách quan, còn nói tôi đá đồng chí Trần Khải khỏi Tân Hải, mục đích là để dọn đường cho Trình Diễm Đông. Trần Cương nói, tôi thì không nghĩ như vậy, điều động Trần Khải là chuyện trước khi anh tới Tân Hải, có liên quan gì tới anh đâu. Trương Đại Quan Nhân cười thầm trong lòng, tóm được bím tóc của Trần Cương, thằng cha này nói chuyện quả nhiên quay ngoắt 180 độ, con chó này cũng nhu thuận thật. Trương Dương nói, Bí Thư Trần, anh không biết đó thôi, hiện tại rất nhiều người đều coi điều động nhân sự bình thường thành một loại âm mưu, mượn đồng chí Hồng Trường Thanh mà nói, rõ ràng là chính cô ta chủ động yêu cầu rời khỏi Tân Hải, người khác lại nói là tôi bức cô ta đi, anh nói xem tôi có oan không. Trần Cương nghe thấy Trương Dương nhắc tới tên của Hồng Trường Thanh, trong lòng không khỏi thắt lại, y cơ hồ có thể kết luận, Trương Dương tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên nhắc tới Hồng Trường Thanh, hắn khẳng định là cố ý trần cương nói sự nghiệp cách mạng phải chuẩn bị chịu đựng ủy khuất trương dương nói bí thư trần tôi không thể so sánh với được với ngài tôi thiếu kiên nhẫn thật sao ủy khuất mà ngài phải chịu khẳng định nhiều hơn tôi bên ngoài lời đồn về anh cũng có rất nhiều có người nói anh và hồng trường thanh có quan hệ không chính đáng anh có từng nghe nói không cả người trần cương đờ ra đó nếu vừa rồi chỉ là đoán thì hiện tại y đã có thể kết luận trương dương à trương dương anh con mẹ nó quá độc ác rồi không ngờ theo dõi tôi, chụp ảnh tôi, Trần Cương nhìn Trương Dương, nhìn nụ cười ý vị thâm trường của hắn, nếu trên tay có dao, Trần Cương khẳng định sẽ cầm lên hung hăng đâm vào tim hắn, y muốn muốn giết người diệt khẩu, nhưng ý niêm này chỉ lướt qua đầu mà thôi, bởi vì Trần Cương không có gan đó. Trương Đại Quan Nhân không chỉ đơn giản là ám chỉ, trong mắt Trần Cương, thằng cha này chính là đang ngả bài, Trương Dương đang nói với y, mạch máu của mình đã hoàn toàn bị hắn nắm giữ trong ở lòng bàn tay, hiện tại chỉ cần trương dương thích là lập tức có thể khiến y thân bại danh liệt một khi biết kết quả xấu nhất nội tâm trần cương chợt trở nên kiên định hơn rất nhiều đã như vậy xấu nhất thì sao đây trần cương nói khó lắm người khác đầu thấy vẻ ngoài phong quang của chúng ta những đâu của biết được nỗi khổ sau lưng của chúng ta trương dương nói trên đời này chỉ sợ không ai hiểu anh hơn tôi có thể không hiểu ư mông của trần cương cũng bị hắn chụp rồi cho dù là dưới tình huống này Trần Cương vẫn có thể làm được bình tĩnh không dao động, tu luyện chính trị nhiều năm như vậy cũng không phải là không công, y bắt đầu bình tĩnh phân tích, xem ra Trương Dương hiện tại không muốn sử dụng con bài tẩy trong tay này nói cách khác nói cách khác, Trương Dương không phải muốn vạch trần mình, đạp mình xuống đất, vĩnh viễn không thể trở mình, mà khả năng lớn nhất là hắn muốn lợi dụng mình. Trần Cương không sợ bị Trương Dương lợi dụng, y sợ nhất là mình mất đi giá trị trong mắt Trương Dương, nếu như vậy, mình ngay cả cơ hội thở dốc để điều chỉnh cũng không có chỉ cần Trương Dương cảm thấy mình có giá trị đối với hắn, như vậy Trương Dương sẽ tạm thời không vội lật con bài này ra, nói cách khác, y còn có cơ hội tránh được kiếp nạn Trần Cương. Trần Cương nói, Trương Dương, nghe nói gần đây giữa anh và Thái Hồng rất căng thẳng. Trương Dương cười nói, tôi và Thái Hồng không có vấn đề gì, có vấn đề cũng là đan người có dụng tâm khác làm ra. Trần Cương xấu hổ ho khan một tiếng, người ta một khi bị người khác nắm thóp, loại tư vị này thực sự là không dễ chịu gì, khi ở trước mặt Trương Dương bỗng nhiên có một loại cảm giác như thấp bé hơn. Trần Cương kỳ vọng Trương Dương đề xuất yêu cầu, nếu Trương Dương bảo hắn làm chút chuyện gì đó thì trong lòng còn dễ chịu hơn một chút, nhưng Trương Dương lại không yêu cầu gì cả. Trần Cương nói, lần này thái độ nắm lấy góc thương gia của Thái Hồng rất kiên quyết, nếu thị lý không cắt khu đất đó cho bọn họ cũng bọn họ sẽ từ bỏ xây dựng phân nhà máy ở Bắc Cảng. Trần Cương nói xong lại thở dài, thật ra thị lý lần này cũng rất khó xử dù sao trước đây cũng bỏ ra nhiều cố gắng như vậy, mà Thái Hồng lại là xí nghiệp lĩnh quân trong ngành sản xuất sắt thép, nếu có thể thuận lợi đặt ở Bắc Cảng, sẽ có ưu việt rất lớn đối với sự phát triển của Bắc Cảng. Trương Dương nói, Bí Thư Trần, người đảng Cộng sản chúng ta từng sợ bị chèn ép bao giờ chưa? Trần Cương hơi ngẩn ra, trong nhất thời không bạch bạch ý tứ của hắn, Trần Cương cho rằng Trương Dương đang nói mình, nghĩ mà sợ, mà sao không sợ cho được, anh nếu không cầm ảnh sex của tôi, lão tử lại đi nhún nhường với một thằng quát con như anh ư. Nằm mơ đi. Trương Dương nói, Thái Hồng trong vấn đề xây nhà máy đang áp chế thị lý, bản thân lại vô cùng buồn cười, cứ như bọn họ là con gái hoàng đế không sợ không lấy được chồng vậy, chúng ta thế nào cũng phải nịnh bợ bọn họ, nhưng bọn họ. Các vị lãnh đạo có từng nghĩ, trên đời này không ai nguyện ý làm mua bán lỗ vốn cả, Thái Hồng sở dĩ chọn Bắc Cảng, không phải muốn trợ giúp xây dựng địa phương, lại càng không phải là muốn giúp bắc cảng đề thăng trình độ thu nhập kinh tế mục đích đầu tiên của bọn họ là vì mình tôi đã điều tra thái hồng ở nam võ rồi bọn họ ở bên kia đã phát triển tới một bình cảnh muốn hạ thấp giá nhân công muốn hạ thấp phí tổn vận chuyển cho nên mới lựa chọn thành thị cảng là bắc cảng này nếu là hợp tác hai bên đứng trên cùng một trình độ không ai cầu ai cả bọn họ đầu tư vào bắc cảng để xây nhà máy về sau cũng là chuyện hai bên cùng có lợi tôi cảm thấy thị lý trên vấn đề đối đãi với Thái Hồng Yếu đuối quá mức, cung cấp điều kiện tiện lợi cho bọn họ thì có thể, nhưng không thể từng thời từng khắc nhượng bộ, anh càng nhượng bộ thì bọn họ lại càng được đằng chân lân đằng đâu, hôm nay đề xuất điều kiện này, ngày mai vẫn chưa biết sẽ đề xuất điều kiện hà khắc gì hơn nữa. Trần Cương nói, anh nói cũng có đạo lý, tôi cũng thấy thị lý trong chuyện này xử lý có chút quá mức yếu đuối. Nếu không phải bị Trương Dương nắm mạch máu, Trần Cương cũng sẽ không thuận theo khẩu khí của hắn mà nói chuyện. Trương Dương mỉm cười nhìn Trần Cương, người này chuyển biến rất nhanh, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, đừng nhìn hiện tại y vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với mình, nhưng trong lòng thì không biết hận mình tới mức nào. Trương Đại Quan Nhân không sợ Trần Cương hận mình, Trần Cương Anh có thể làm gì được tôi? Trương 1654 cũng có một sổ nợ một. Trương Dương Minh Bạch, Trần Cương trong chuyện Thái Hồng xây nhà máy không mang tới được tác dụng mấu chốt, trong chuyện này chỉ có Bí thư thị ủy Hạng Thành mới có quyền quyết định, mà Hạng Thành hiện tại chỉ nhìn chằm chằm vào tăng trưởng kinh tế cực lớn mà sau khi Thái Hồng xây nhà máy có thể mang đến, y sẽ đem hết toàn lực sáng tạo điều kiện để giữ Thái Hồng lại. Vào thứ tư, Duvo từ Australia trở lại, mang theo thiết kế mà hắn đã hoàn thành, có cả bản vẽ mặt phẳng, Trương đại quan nhân đặc biệt mời thường ủy thành phố Tân Hải ở trong phòng họp xem xét bản quy hoạch của Duvo quy hoạch của toàn bộ khu bảo lưu thuế nhập khẩu quán triệt theo lý niệm thiết kế lúc trước, bảo vệ môi trường xanh, theo bản vẽ nếu quan sát từ không trung, khu bảo lưu thuế nhập khẩu giống như một con bồ câu trắng dang cánh bay trong rừng cây màu xanh, trong đó một cánh chính là góc thương gia, trong quy hoạch của Duvo, góc thương gia có vị trí cực kỳ quan trọng, hắn lần lượt nói về quy hoạch của vườn công nghiệp, cảng Phước Long, vườn hậu cần, cuối cùng là mở rộng quy hoạch bộ phận góc thương gia trọng điểm nói rõ nơi này sẽ xây dựng vườn công nghiệp xanh và tổng bộ làm công của xí nghiệp. Trong ý tưởng của Duvo thì vốn là nhập toàn bộ góc thương gia vào khu bảo lưu thuế nhập khẩu, muốn ở xung quanh góc thương gia tạo công viên xanh hóa lớn nhất của Bắc Cảng, đây cũng là đề nghị mà Trình Nhuận sinh cho hắn. Sau khi Duvo nói xong quy hoạch với hắn, các thường ủy ở hiện trường đều lâm vào trầm mặc cho dù là hứa xong kỳ vẫn luôn đứng ở phía đối lập với Trương Dương cũng cũng không thể không thừa nhận quy hoạch này của Duvo vô cùng hoàn mỹ, từ bố cục vĩ mô đến vi mô đều không chê vào đâu được. Dưới lý niệm bảo vệ môi trường xanh, nếu ở góc thương gia đột nhiên xuất hiện một tòa nhà máy sắt thép đại hình, như vậy chắc chắn sẽ phá hoại toàn bộ quy hoạch mà Duvo đã hoàn thành, mà khái niệm bảo vệ môi trường xanh của khu bảo lưu thuế nhập khẩu cũng không cần phải nói đến nữa. Tổng cố vấn bộ chỉ huy xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải Thường Hải Thiên đáp ứng lời mời tham dự hội nghị, dưới sự ám chỉ của Trương Dương, hắn là người đầu tiên đứng ra lên tiếng, Thường Hải Thiên đi về phía hình chiếu, cầm bút laser, dùng laser vẽ một vòng tròn ở vị trí của góc thương gia, góc thương gia ở phân chia hành chính phân làm hai bộ phận, Nam Bộ thuộc Bắc Cảng, 10 km vuông Bắc Bộ có phạm vi thuộc Tân Hải. Căn cứ vào tình huống mà chúng tôi hiện tại tìm hiểu được, hiện tại khu vực góc thương gia này xuất hiện một số vấn đề, thị lý có khuynh hướng giao góc thương gia cho tập đoàn Thái Hồng xây dựng phân nhà máy sắt thép, không chỉ là bộ phận vốn thuộc về Bắc Cảng, còn bao gồm cả 10 km vuông đất vốn thuộc về Tân Hải chúng ta. Nếu thị lý kiên trì làm như vậy, thế tất sẽ phá hoại quy hoạch mà chúng ta đã hoàn thành, ảnh hưởng đến toàn bộ bố cục của khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Đu vô nhíu mày, hắn ngắt lời, nếu chính phủ thành phố Bắc Cảng kiên trì làm như vậy, tôi sẽ không tiếp tục hợp với với quý thành phố nữa, tôi không thể làm lại công tác của tôi. Còn có một điểm nữa, tôi muốn hỏi một câu, các lãnh đạo Bắc Cảng các anh có hiểu về quy hoạch không? muốn xây nhà máy sắt thép ở bên cạnh khu bảo lưu thuế nhập khẩu mới phát, muốn xây ở trung tâm giữa hai tòa thành thị, điều này căn bản là trò đùa. Tất cả thường ủy đều trương dương, bọn họ đều đang chờ trương dương lên tiếng, trương dương mỉm cười nói với tổng thiết kế sư thành thị xanh hóa của Tân Hải Trình Nhuận Sinh, giáo thụ Trình, ngài nói vài câu đi. Trình Nhuận Sinh gật đầu, ông ta bỏ kính lão xuống, nói khẽ, nếu bí thư trương bảo y nói thì tôi cũng xin được nói vài câu, thành thị muốn phát triển, mời vào một xí nghiệp sắt thép cỡ lớn thì cũng thì cũng không có gì đáng trách tôi làm thiết kế xanh hóa lâm viên cả đời cho nên tôi từ góc độ bảo vệ môi trường mà nói chuyện này mọi người chắc đều biết công nghiệp có tam phế nước thải khí thải chất thải công nghiệp nhà máy sắt thép này đủ cả tam phế nói rằng công nghệ bảo vệ môi trường hiện tại rất tiến bộ có thể làm được ô nhiễm bằng không những lời này tôi không biết các anh có tin hay không nhưng tôi thì tuyệt đối không tin Công nghiệp của quốc gia ta sau cải cách mở cửa bị vây trong giai đoạn phát triển, nhưng sự nghiệp bảo vệ môi trường là của chúng ta lại vừa mới bắt đầu, so với trình độ tiên tiến của quốc tế thì còn kém rất nhiều. Mặc dù phương diện bảo vệ môi trường đã làm được nhất lưu quốc gia, nhưng việc chọn vị trí của nhà máy sắt thép của bọn họ cũng phải thận trọng, thường thường phải xây dựng ở xa nội thành, phải xa bao nhiêu? Trên quốc tế không có tiêu chuẩn rõ ràng, nhưng căn cứ vào điều tra tổng hợp của tôi, những quốc gia làm tốt việc bảo vệ môi trường đều áp dụng quy tắc cách nội thành 30 cây em. Đừng coi thường 30 cây em này, tôi có thể đưa ra một đống số liệu để chứng minh tính khoa học của nó. Trương Dương bổ sung rất hợp thời, tôi xin bổ sung một câu, thành phố Nam Võ cung cấp khu đất công nghiệp cho Thái Hồng, cách nội thành đại khái 35 cây em, phù hợp với quy tắc mà giáo thụ trình vừa nói. Hắn cười cười ý bảo trình nhuận sinh tiếp tục. Trình Nhuận Sinh nói, tôi cho rằng lãnh đạo thành phố Bắc Cảng thiếu nhận thức về ngành công nghiệp này, lý niệm về phương diện bảo vệ môi trường rất bạc nhược, cho đến nay, không có một xí nghiệp sắt thép nào có thể làm được tuyệt đối ô nhiễm bằng không. Thái Hồng xây dựng ở góc thương gia có thể là nhìn chúng góc thương gia cách đường ven biển rất gần, hoàn cảnh địa lý rất ưu việt, nhưng bọn họ không hề cân nhắc đến hoàn cảnh sinh thái của địa phương. Góc thương gia là địa phương có hoàn cảnh sinh thái tốt nhất của địa khu Bắc Cảng, chẳng những có bờ cát tốt nhất Bắc Cảng, còn có một mảng rừng rậm đẹp nhất Bắc Cảng, nếu Thái Hồng xây dựng nhà máy sắt thép ở đây, tất nhiên sẽ phá hoại nghiêm trọng tới hoàn cảnh sinh thái địa phương. Tôi không phải là nói chuyện giật gân, tôi là có chứng cứ để tra. Có lẽ có người sẽ hỏi, xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu có thể ảnh hưởng tới sinh thái địa phương hay không? Tôi nói sẽ không, bởi vì mỗi chỗ quy hoạch của chúng ta đều cân nhắc tới vấn đề này, xí nghiệp ở góc thương gia và tổng bộ làm công sẽ không có bất kỳ ô nhiễm nào, Chúng ta sẽ bảo tồn rừng rậm của góc thương gia với hạn độ lớn nhất, sẽ dung nhập kiến trúc của chúng ta vào trong tự nhiên, tạo ra khu làm công sinh thái đệ nhất Bắc Cảng thậm chí là toàn quốc. Tôi thực sự hy vọng lãnh đạo tương quan có thể dùng ánh mắt xa rộng để nhìn xây dựng và phát triển, xây dựng của chúng ta không phải để thay đổi tự nhiên, mà là để thích ứng với tự nhiên, dung nhập với tự nhiên, trở thành một bộ phận của tự nhiên, cuối cùng tôi xin nói với mọi người một câu chỉ có anh tôn trọng tự nhiên thì tự nhiên mới trả lại cho anh tài phú lớn hơn, nếu không cái anh nhận được sẽ chỉ là sự trả thù tàn khốc của tự nhiên. Trường đại quan nhân vỗ tay đầu tiên, các thường ủy cũng đều vỗ tay. Sau khi dừng vỗ tay, Trương Dương đứng dậy, từ trong tay thường hải thiên cầm lấy bút laser, vẽ một vòng tròn rộng quanh khu bảo lưu thuế nhập khẩu, nói khẽ nói khẽ, mọi người xem, khu bảo lưu thuế nhập khẩu của chúng ta có giống một con bồ câu tung cánh bay không? Các thường ủy đều gật đầu. Trương Dương nói, con bồ câu này chính là tâm huyết là của chúng ta. Hiện tại có người muốn chặt một cánh của nó, các anh có đáp ứng hay không? Phó Thị Trường thường vụ Đổng Ngọc Vũ lớn tiếng nói, không đáp ứng, đương nhiên không thể đáp ứng. Thằng cha này hiện tại đã rõ đầu rõ đuôi ngả về phía trận doanh của Trương Dương, mỗi lần đều là người đầu tiên nhảy ra ủng hộ Trương Dương. Trương Dương nói, tôi cho rằng bản quy hoạch này vô cùng hoàn mỹ. Trong sự nghiệp, tôi trước giờ đều là một người theo đuổi hoàn mỹ chuyện tôi đã nhận chuẩn thì sẽ không bởi vì bất kỳ áp lực nào mà thay đổi. Bản quy hoạch này tôi sẽ phân biệt đưa cho thị lý và tỉnh lý. Mỗi một tấc đất của góc thương gia đều là thuộc về người dân Tân Hải. Chỉ cần tôi tại nhiệm một ngày, quyết sẽ không cho phép có người tổn hại tới lợi ích của người dân. Hắn nói như vậy thật ư. Sắc mặt của thị trường cung hoàn sơn âm trầm tới đáng sợ. Thị trường Tân Hải hứa xong kỳ ở trong điện thoại cảm thán nói, thị trường cung, cứ cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, hiện tại rất nhiều đồng chí đã có ý kiến với thị lý, cho rằng thị lý trên chính sách quá nghiêng về phía tập đoàn Thái Hồng, cho rằng thị lý cân nhắc không chu toàn trên vấn đề xây dựng nhà máy sắt thép. Cung Hoàn Sơn nói, tôi biết, lão hứa, anh thấy thế nào về chuyện này? Hứa xong kỳ ngây ra một thoáng, một lát sau hắn mới nói khẽ thị trưởng cung, thật ra tôi cũng xây nhà máy sắt thép ở góc thương ra có chút không ổn. Cung Hoàn Sơn nói, các anh đều bị hắn thành công tẩy não rồi, thằng ôn này trừ nói ngoa ra thì có biết gì đâu. Mặc dù là sẽ mang đến một số tệ đoan, nhưng so sánh với hiệu quả và lợi ích cực lớn mà Thái Hồng mang đến, thì bé nhỏ không đáng kể, được rồi, chuyện này tôi biết rồi. Cung Hoàn Sơn nói xong, có chút không kiên nhẫn gác máy. chương 1655, cũng có một sổ nợ hai. Hắn cầm điều khiển mở TV, đài truyền hình Trung ương đang truyền phát tin tiêu điểm hôm nay, Cung Hoàn Sơn vốn không chú ý, nhưng khi hắn nhìn thấy trên màn ảnh phát tin về tập đoàn sắt thép Thái Hồng, lập tức tập trung tinh thần nhìn thẳng vào màn hình. Tiêu điểm hôm nay là tin tức đặc biệt phỏng vấn nông dân sống chung quanh nhà máy của tập đoàn sắt thép của Thái Hồng ở thành phố Nam Võ. Chuyên đề bắt đầu từ mảng cây cối bị chết chung quanh Thái Hồng, phỏng vấn quần chúng địa phương, lại moi ra hệ thống nước thái trái quy định của Thái Hồng. Khiến cho đại lượng tôm cá mà hộ nuôi dưỡng địa phương bị chết. Cung Hoàn Sơn nhìn ký hiệu trên TV, không sai, đúng là tiêu điểm của đài truyền hình trung ương hôm nay, hắn lập tức cảm thấy chuyện có chút không ổn, Cung Hoàn Sơn đứng dậy thay, nói vọng lên lầu, anh ra ngoài một lát. Hạng Thành và Cung Hoàn Sơn ở ngay cạnh nhau, Cung Hoàn Sơn tới nhà Hạng Thành, nghe thấy tiếng nhạc kết thúc tin tức tiêu điểm hôm nay, hắn biết Hạng Thành cũng nhất định đã xem tin tức này. Sắc mặt Hạng Thành cũng rất khó coi, nhìn thấy Cung Hoàn Sơn đến tìm mình, y chỉ chỉ vào sofa ở bên cạnh, bảo người làm đi pha trà cho Cung Hoàn Sơn. Cung Hoàn Sơn sau khi ngồi xuống thì không nhịn được lại thở dài, hạng thành tắt TV, nói khẽ, mấy sự kiện Thái Hồng gây ô nhiễm ở Nam Võ đã bị người ta đưa tới đài truyền hình Trung ương rồi. Cung Hoàn Sơn nói, khẳng định là do hắn làm, hắn không có chứng cớ, cho nên không nói thẳng ra tên của Trương Dương. Trên mặt hạng thành không hề có nét cười, hai tay đan vào nhau, trao mày, không ngờ hắn thật sự có chút năng lực. Năng lực của Trương Dương Y đã sớm lĩnh giáo qua rồi, có điều y không ngờ Trương Dương lần này ra tay quyết đoán như vậy, trực tiếp đưa mấy sự kiện ô nhiễm của Thái Hồng trước đây lên đài truyền hình Trung ương, cũng đã thành công được phát ra. Cung Hoàn Sơn nói, hắn làm như vậy rất có thể sẽ chọc giận phía Thái Hồng, Triệu Vĩnh Phúc nếu giận dữ có lẽ sẽ thay đổi ước nguyện ban đầu xây nhà máy ở Bắc Cảng. Hạng Thành bỗng nhiên cảm thấy tâm phiền ý loạn, y nhắm mắt lại, trời phải đổ mưa, gái phải gà chồng, kệ hắn đi. Cung Hoàn Sơn nói, bí thư hạng, ngài thực sự cam tâm để chuyện này bị hắn phá hoại ư xí nghiệp sắt thép sản lượng một năm mấy trăm vạn có nghĩa là gì nếu bỏ lỡ cơ hội này về sau hối hận cũng không kịp hạng thành nói tôi nhìn ra rồi lần này hắn quyết tâm đối nghịch với chúng ta cung hoàn sơn nói kỳ quái phía thái hồng không có động tĩnh gì chẳng lẽ triệu vĩnh phúc chuẩn bị từ bỏ ư hạng thành nói hoàn sơn với tính tình của triệu vĩnh phúc chưa chắc đã cam tâm bỏ cuộc như vậy đâu tôi thấy chuyện này có thể sẽ còn nổi gió. Cung Hoàn Sơn nói, thằng ôn Trương Dương này đúng là cái gai, không phải đã đáp ứng cho hắn đất gấp đôi để đổi lấy khu đất đó của góc thương gia ư, điều kiện tốt như vậy, hắn không ngờ không đồng ý, bí thư hạng, tôi thấy hắn căn bản chính là muốn mượn chuyện này để chế tạo sự tình. Hạng Thành nói, chế tạo sự tình cũng được, thật sự để ý tới khu đất đó cũng được, hiện tại chuyện đã khiến dư luận xôn xao, khẳng định không xong việc dễ dàng như vậy đâu. Cung Hoàn Sơn nói: "Bí thư Hạng, ngài thực sự cứ để vậy ư? Để Trương Dương mặc sức gây thị phi ư?" Hạng Thành nói: "Người giật dây sớm nhất là Bí thư Tống, Trương Dương làm như vậy chẳng khác nào khiến Bí thư Tống bẽ mặt." Cung Hoàn Sơn nói: "Bí thư Tống tới giờ vẫn chẳng nói câu nào về chuyện này." Hạng Thành: "Hạng Thành, chưa nói là vì y không tiện nói, chúng ta trước đây nói quá nhiều, người ở bên ngoài đều thấy chuyện này thành mâu thuẫn giữa chúng ta và Trương Dương, thật ra chúng ta là đối chuyện không đối người." Chúng ta vì cái gì? Còn không phải là vì sự phát triển về sau của Bắc Cảng ư? Chúng ta hy vọng có thể hòa bình giải quyết chuyện này, có thể đạt tới được một kết quả cùng thắng lợi, nhưng thằng Ôn này cứng mềm đều không ăn, thế nào cũng phải muốn làm lớn chuyện này, thế nào cũng phải ngươi chết ta sống với Thái Hồng." Cung Hoàn Sơn nói, đối với loại người không có cái nhìn đại cục như hắn, chỉ lo cho lợi ích của bản thân thì chúng ta phải nghiêm túc phê bình, thậm chí là xử lý hắn." Hạng Thành nói, đủ loạn rồi chúng tôi đừng gây thêm phiền nữa. Cung Hoàn Sơn hơi ngẩn ra, thái độ của hạng thành hắn không ngờ tới, hắn vốn cho rằng hạng thành sẽ bởi vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, nhưng hạng thành lại đột nhiên biểu hiện ra vẻ chán nản, rất có thể buông tay mặc kệ, Cung Hoàn Sơn cảm thấy kỳ quái. Có điều hắn rất nhanh đã nghĩ thấu một chuyện, hạng thành đã được chú định là kết thúc ở vị trí bí thư thị ủy. Chỉ còn hơn một năm nữa, cũng không còn không gian để tiến tới, chính tích với y mà nói là không quan trọng chuyện của Thái Hồng thành công hay không đối với y cũng đã không còn ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mình thì khác, mình cần một chính tích trói lọi để củng cố địa vị của mình, hạng thành một ngày chưa trao vị trí bí thư thị ủy cho mình thì một ngày vẫn tồn tại biến số. Không ai có thể khẳng định, vị trí này nhất định sẽ thuộc về mình, dù sao mơ ước vị trí này cũng có rất nhiều người. Cung Hoàn Sơn nói, bí thư hạng, nếu chúng ta trong chuyện này không làm ra bất kỳ phản ứng gì, như vậy về sau người khác sẽ cho rằng Trương Dương đã không còn bị khống chế, Tân Hải cũng không còn bị khống chế. Hạng Thành nhìn cung Hoàn Sơn một cái, Hoàn Sơn, anh đừng có gấp, nhân vật chính đấu tranh cũng không phải chỉ có chúng ta, chúng ta có thể tỏ rõ lập trường của mình, nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện tham dự vào trong đấu tranh. Cường hạng lớn nhất của TTH Tăng Ôn Trương Dương này chính là dây dưa không ngừng, hơn nữa không tiếc bất cả mọi giá để đánh. Thái Hồng muốn đẩy chúng ta lên phía trước, chúng ta nếu đứng ra tranh đấu với Trương Dương thì chẳng phải là khiến người ngoài chê cười ư. Bất kể trong lòng anh nghĩ như thế nào, Bắc Cảng và Tân Hải đều là một chỉnh thể, mâu thuẫn giữa chúng ta nếu trở nên gay gắt, thậm chí công khai hóa, để cấp trên nhìn thấy, đầu tiên sẽ cho rằng năng lực lãnh đạo của chúng ta có vấn đề, anh có hiểu hay không? Cung Hoàn Sơn hiện tại mới hiểu được bổn ý của Hạng Thành, Hạng Thành không phải coi như không nghe không hỏi, mà là y không muốn đứng ở tuyến đầu mâu thuẫn, không muốn cùng Trương Dương phát sinh xung đột chính diện, ở vào những lúc như thế này, lảng tránh mâu thuẫn, tập trung tiêu điểm đấu tranh ở giữa Thái Hồng và Tân Hải, bọn họ chỉ cần là một người bàng quan, bất kể trong lòng bọn họ hướng về Thái Hồng thế nào thì ngoài mặt vẫn phải làm ra bộ dạng công bình công chính, thủ đoạn chính trị của hạng thành quả thực so với mình thì già dơ hơn nhiều. Cung Hoàn Sơn vẫn có chút lo lắng, hắn nói khẽ, bí thư hạng, nhưng Thái Hồng có thể bởi vì chuyện này mà từ bỏ kế hoạch xây nhà máy ở Bắc Cảng hay không? Hạng Thành nói khẽ Triệu Vĩnh Phúc là kẻ không thích chịu thua, chuyện này giờ ầm ý như vậy, cơ hồ tất cả mọi người biết hắn gặp trở ngại ở Tân Hải. Bản tin tiêu điểm hôm nay 10 phần có 9 là Trương Dương ở sau lưng thao tác, anh cho rằng Triệu Vĩnh Phúc sẽ dễ dàng nuốt xuống cục tức này ư. Cung Hoàn Sơn nói, vậy, chẳng phải là sẽ có đại sự phát sinh ư. Hạng Thành nói, mặc kệ bọn họ đấu thế nào, chúng ta đầu tiên phải bày ra tâm thái của mình, xử lý sự việc công bằng, đừng cho người khác lời ong tiếng ve, đây là đạo lý mà Hạng Thành tối nay mới ngộ, bất kể Trương Dương hay là Triệu Vĩnh Phúc đều là khó đối phó, hai người này gặp nhau, tất nhiên sẽ phải phân thắng bại, nếu chiến tranh đã khai hỏa, mình không cần phải dính vào, vạn nhất bị đạn lạc ngộ thương, vậy chẳng phải là không đáng ư, cho cắn chó mà thôi, bất kể bọn họ cuối cùng là ai thắng lợi, đối với mình đều không có tổn thất gì, nghĩ thấu đạo lý này, nội tâm Hạng Thành lập tức trở nên thản nhiên hơn. Cơ Nhược Nhạn cũng xem tin tiêu điểm hôm nay, cô ta tức giận đến nỗi thân hình run rẩy, ném thật mạnh chén rượu trong tay lên bàn trà. Lương Khang giật mình, làm gì mà nóng thế? Cơ nhược nhạn chỉ chỉ vào màn hình TV, đài truyền hình trung ương sao lại phát tin tức như vậy, căn bản là đang làm tổn hại tới danh dự của Thái Hồng chúng tôi. Lương Khang lắc đầu, nắm vai cơ nhược nhạn nói, anh thật sự không hiểu, vì sao bọn em nhất định đòi khu đất của góc thương ra đó, bắc cảng lớn như vậy, địa phương có thể lựa chọn cũng nhiều, các em sao cứ phải chọn chúng cái nơi phiền toái đó. Cơ nhược nhạn nói, triệu tổng quyết định. Lương Khang nói, hòa khí phát tài, làm ăn nhất định không thể dẫn tới oán khí. Trương Dương này là hạng người nào thì em và anh đều rõ, hắn sống là để chiến đấu. Cơ nhược nhạn khinh thường nói, một cán bộ cấp ban huyện mà thôi, thực sự cho rằng mình có thể lấy thúng úp phoi ư. Lương Khang cầm chén rượu vang lên uống một ngụm rồi nói, anh thì không cho rằng như vậy, năng lực của một người không chỉ nhìn vào quan chức của hắn, còn phải nhìn vào những giá trị phụ. Anh rất coi trọng hắn. Lương Khang nói, anh đã giao thủ với hắn một lần rồi, anh không chiếm được tiện nghi, nếu cho tôi cơ hội một lần nữa để lựa chọn, anh sẽ không lựa chọn làm kẻ địch với người như vậy. Cơ nhược nhãn nói, cũng không phải em muốn đối nghịch với hắn, trận phân tranh này căn bản là hắn chủ động khơi màu. Trường 1656 cũng có một sổ nợ ba. Lương Khang thưởng thức chén rượu, nhìn rượu vang lay động ra đường cong biến ảo tuyệt vời trong chén, nói khẽ thật sự như vậy ư? Triệu tổng lựa chọn góc thương gia, trước chuyện không điều tra ư, quyền sở hữu đất góc thương gia một bộ phận thuộc về Bắc Cảng, một bộ phận thuộc về Tân Hải, trong quy hoạch của các em, muốn lấy cả 10 km vuông đất của Tân Hải vào trong phạm vi xây dựng, mà trong quy hoạch của phía Tân Hải, góc thương gia lại là một bộ phận của khu bảo lưu thuế nhập khẩu nếu Bắc cảng giao khối này cho các em, phía Tân Hải không thể không thay đổi quy hoạch khu bảo lưu thuế nhập khẩu của bọn họ. Trên bản chất, Thái Hồng là đang yêu cầu Tân Hải hy sinh lợi ích của mình để thành toàn cho các em. Cơ nhược nhãn nói, lựa chọn góc thương gia là kết quả sau khi khảo sát tổng hợp của bọn em. Lương Khang nói, một xí nghiệp gia sáng suốt tuyệt đối sẽ không lựa chọn một khối đất có tranh chấp, các em đàm phán với phía Bắc Cảng mà lại lựa chọn khu đất dính tới Tân Hải, trước đó các em cũng không thể không cân nhắc đến phiền toái có thể sinh ra. Theo như anh biết, lúc ban đầu, bọn em định xây nhà máy ở phía Nam Cảng mới, từ tiền cảnh của phát triển xí nghiệp cho thấy, khu đất đó lớn hơn, tính mở rộng trong tương lai rất tốt, nhưng vì sao lại đột nhiên thay đổi. Đôi mi thanh tú của cơ nhược nhãn nhân lại, anh có ý gì? Chẳng lẽ anh cho rằng là Thái Hồng chúng tôi cố ý chế tạo sự tình? Anh rốt cuộc là đứng trên lập trường của ai? Lương Khang nói, em đừng tức giận, anh chỉ là đứng ở góc độ của người bàng quan để phân tích chuyện này lập trường của anh giống với bọn em bởi vì anh chuẩn bị đầu tư nhà máy ống sắt anh và thái hồng trong tương lai sẽ có lợi ích chung chính bởi vậy anh mới càng chú ý tới chuyện này hơn cơ nhạn em cũng không là làm xí nghiệp ngày một ngày hai em nên hiểu rõ trên sinh ý quyết không thể bởi vì thù hận cá nhân mà làm ảnh hưởng đến phán đoán chính xác đối với thế cục sinh ý chính là sinh ý không thể chen vào bất kỳ nhân tố tình cảm nào cả cơ nhược nhạn đột nhiên hất cánh tay đang khoác lên vai mình của lương khang ra tức giận nói anh căn bản chính là đứng ở góc độ của trương dương để nói chuyện anh sợ hắn có phải hay không lương khang nói nhược nhạn anh là luận sự cơ nhược nhạn nói không ai mời anh đầu tư nhà máy ống sát cả một mình tôi cũng cũng chi phối được quyết định của thái hồng chuyện này là kết quả sau khi cân nhắc tổng hợp lương khang cắn cắn môi nói nhược nhạn anh không hy vọng nhìn thấy em như vậy tôi vẫn luôn như thế tôi không cần người khác nhìn tôi thế nào tình tự của cơ nhược nhạn rõ ràng có chút kích động lương khang thở dài trong lòng em thủy chung không bỏ được triệu quốc lương chuyện đã qua lâu rồi vì sao em vẫn chưa bỏ đi nếu như vậy thì cả đời em sẽ không được vui vẻ thực sự đâu cơ nhược nhạn the thế nói anh câm mồm chuyện của tôi không cần anh hỏi tới biểu hiện của lương khang rất bình tĩnh hắn nói khẽ ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê bọn em đã tuyên bố nếu bắc cảng không cắt góc thương gia cho bọn em các em sẽ từ bỏ kế hoạch xây nhà máy vì sao đến bây giờ vẫn còn kiên trì có phải trước sau có chút mâu thuẫn hay không bất kể thái hồng có thực lực như thế nào bọn em cho rằng nhất định có thể chiếm thượng phóng trong tranh đấu với địa phương ư hắn lắc đầu nói anh quyết định từ bỏ đầu tư nhà máy ống sắt một người lãnh đạo có thể mang lợi ích của xí nghiệp đi mạo hiểm tuyệt đối không phải là một đối tượng hợp tác có thể tin cậy được Cơ Nhược Nhạn nói, "Vì anh." Lương Khang đứng dậy rời khỏi phòng của cô ta, đi đến trước cửa, hắn dừng chân, nhược nhạn, rất nhiều chuyện anh đã sớm nhận ra rõ rồi, anh không nói là vì anh không đành lòng làm tổn thương tới em, anh nhẫn nại là bởi vì anh đợi em tỉnh ngộ, hiện tại xem ra, có lẽ anh đã ôm quá nhiều hy vọng với tình cảm giữa chúng ta rồi." Cơ Nhược Nhạn nói, "Từ hôm nay về sau, có lẽ giữa chúng ta ngay cả làm bằng hữu bình thường cũng không được." Những lời này của cô ta nói rất tuyệt, Lương Khang gật đầu, hắn cũng không còn cần phải nói tiếp nữa. Khi cửa phòng đóng lại phía sau Lương Khang, cơn nhược nhạn cuối cùng cũng không khống chế được tình cảm của mình, nước mắt của cô ta trào ra. Trương đại quan nhân đã tuyên bố rõ ràng, trong vấn đề góc thương gia không có bất kỳ khả năng nhượng bộ nào, đồng thời vào lúc hắn gửi quy hoạch của khu bảo lưu thuế nhập khẩu tới các cấp lãnh đạo tỉnh và thành phố, cũng làm ra hành động thực tế, ở góc thương gia dựng lên một tòa nhà hoạt động cũng treo biển của bộ chỉ huy xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu, Trương Đại Quan nhân lợi dụng chuyện này để biểu lộ thái độ với mọi người, quy hoạch khu bảo lưu thuế nhập khẩu sẽ không bởi vì bất kỳ ai mà thay đổi. Thằng cha này từ nhún nhường lúc ban đầu mới tới Tân Hải nhanh chóng khôi phục trạng thái cường thế của hắn, hiện tại loại cường thế này càng trở nên đầy tính xâm lược. Trương Dương cũng biết trong chuyện này sẽ có không ít tai họa ngầm, tai họa ngầm lớn nhất trong đó chính là 500 mẫu đất của Hoa Quang ở Tân Hải nếu quyền sở hữu của 500 mẫu đất bị Triệu Vĩnh Phúc thành công chiếm được, như vậy Triệu Vĩnh Phúc sẽ có vốn để có kè mặc cả với mình. Trương Dương có thể chế tạo dư luận, có thể đối kháng với lãnh đạo thượng cấp, nhưng hắn không nắm được Tiêu Quốc Thành ở trong tay. Tiêu Quốc Thành mới là người nắm giữ thực tế 500 mẫu đất đó, nếu Tiêu Quốc Thành kiên trì chuyển nhượng khu đất đó cho Triệu Vĩnh Phúc. Như vậy chuyện này sẽ trở nên càng thêm khó giải quyết. Nhưng Trương Dương và Tiêu Quốc Thành vốn không quen biết nhau, liên hệ duy nhất chính là Tiết Thế Luân, hắn hy vọng thông qua quan hệ của Tiết Thế Luân có thể đả động được Tiêu Quốc Thành, cho dù không thể khiến Tiêu Quốc Thành chuyển nhượng đất cho chính phủ thì ít nhất cũng phải khiến hắn bảo trì thế trung lập trong chuyện này. Nói tóm lại, chỉ cần khu đất này không rơi vào tay Triệu Vĩnh Phúc thì chuyện sẽ dễ làm hơn nhiều. Thứ năm, Tiêu Mân Hồng gọi điện thoại cho Trương Dương, nói với hắn Tiêu Quốc Thành đã đến Bắc Cảng, hiện tại đang nghỉ ngơi, cô ta hẹn Trương Dương 4 giờ chiều tới Bạch Đảo gặp mặt. Trương Đại Quan Nhân nghe vậy cũng vô cùng kích động, Ngày kia chính là ngày tổ chức lễ mừng, khách quý từ các nơi sẽ lục tục kéo đến, hiện tại là lúc thích hợp nhất để gặp mặt Tiêu Quốc Thành, Triệu Vĩnh Phúc trước mắt vẫn chưa trở lại Bắc Cảng, mình và Tiêu Quốc Thành chỉ cần bàn ổn thỏa chuyện này, chẳng khác nào hoàn toàn nắm giữ được tiên cơ. Vì lần gặp mặt này với Tiêu Quốc Thành, Trương Dương đặc biệt chuẩn bị một phen, trước chuyện đã làm một số công tác, tìm hiểu một chút về Tiêu Quốc Thành và tập đoàn Hoa Quang của hắn, có điều Tiêu Quốc Thành này rất thần bí, tư liệu có liên quan tới hắn rất ít. Trương Dương lại đặc biệt gọi điện thoại cho Tiết Vĩ Đồng, hỏi một số sở thích của Tiêu Quốc Thành. Tiết Vĩ Đồng nói với Trương Dương một chuyện rất quan trọng. Tiêu Quốc Thành thích thi họa. Thật ra rất nhiều phú thương thích thi họa, cái thứ đồ chơi nghệ thuật này chẳng những có thể thể hiện tố dưỡng của bản thân, mà chọn đúng còn có thể bảo đảm giá trị tiền gửi. Trương đại quan nhân đặc biệt viết một bức tranh chữ, bức tranh chữ này cũng là tỉ bà hành mà Tiêu Quốc Thành thích nhất, phải nói Trương đại quan nhân đối với cuộc gặp mặt hôm nay rất là dụng tâm. Trương Dương tới quan để số một của bạch đảo rất đúng giờ. Tiêu Mân Hồng ở trước cửa chờ hắn, mỉm cười nói: Bí thư trương rất đúng giờ. Trương Dương nói: Nhiều va người ta thì ít nhiều cũng phải biểu hiện thành ý chứ. Tiêu Mân Hồng cười nói: Chú tôi vẫn đang ngủ, vì chênh lệch giờ mà. Trương Dương nói: Không sao, tôi đợi được. Tiêu Mân Hồng mời Trương Dương tới phòng khách, rót cho hắn một tách cà phê đặc. Trương đại quan nhân nhấp một ngụm rồi nói khẽ: Tiêu tiên sinh lần này chuẩn bị ở lại Bắc Cảng bao lâu? Tiêu Mân Hồng nói, ngày kia là đi rồi, có điều hắn sẽ ở trong nước một đoạn thời gian dài. Trương Dương gật đầu. Tiêu Mân Hồng uống cà phê rồi cười nói, gần đây tin tức và báo chí tôi đều xem, tin tức tiêu cực về Thái Hồng không ít. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi cũng không lưu ý tới chuyện của phương diện này, nói gì về Thái Hồng vậy. Thằng cha này là biết rõ còn giả vờ hồ đồ. Tiêu Mân Hồng ý vị thâm trường nhìn Trương Dương một cái, trong lòng cô ta đã sớm đoán được một loạt những chuyện nhằm vào tập đoàn thái hồng đều là trương dương làm ra trương dương giả vờ cũng rất giống cứ như là tất cả đều không liên can tới hắn vậy tiêu mân hồng nói chú chịu rất tức giận trương dương nói hắn tức hay không tức chẳng liên quan gì tới tôi tiêu mân hồng thở dài nói tính tình của hắn anh chắc là không biết đã nhận chuẩn chuyện gì thì khẳng định sẽ đi tới cùng trương dương mỉm cười nói nghe ra có mấy phần giống tôi đấy có điều có một số đường quá hẹp không thể cho hai người cùng đi một lúc được. Tiêu Mân Hồng nói, cho nên phải có người nhượng bộ, một trước một sau thì không thành vấn đề. Trương Dương nói, tôi không có thói quen nhượng bộ. Khi hai người đang nói chuyện thì nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng ho khan, một nam tử trung niên thân hình cao lớn xuất hiện trên cầu thang, Tiêu Quốc Thành 53 tuổi, tóc hoa dâm, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn ra được tình trạng sức khỏe của y không tốt, người khá gầy, lưng hơi còng, trên mặt còn đeo một cái kính gọng đen, chân đi dày vải, từ trên người y căn bản không tìm thấy bất kỳ khí chất phú hào nào, thậm chí tạo cho người ta cảm giác có chút keo kiệt, một người như vậy anh sẽ cho rằng y là một học giả. Tóm lại tuyệt đối không liên tưởng được y với một thương nhân. chương 1657, cũng có một sổ nợ 4. Trương Dương đứng dậy theo Tiêu Mân Hồng, Tiêu Quốc Thành chậm rãi đi xuống lầu, y mỉm cười vươn tay về phía Trương Dương, bí thư Trương, hạnh ngộ hạnh ngộ ngại quá, tôi ngủ quên, Trương Dương cười nói, từ Tây bán cầu bay đến Đông bán cầu, dù sao cũng phải có thời gian thích ứng. Tiêu Quốc Thành mời Trương Dương ngồi xuống, y quyển trục trong tay Trương Dương, chỉ chỉ rồi nói chữ hay là tranh. Trương Dương nói, đây là tỷ bà hành mà tôi viết, đặc biệt tặng cho Tiêu Tiên Sinh. Tiêu Quốc Thành có chút hứng thú nói, cho tôi xem với. Trương Dương bảo Tiêu Mân Hồng giúp mở quyển trục, ánh mắt Tiêu Quốc Thành rõ ràng sáng rực lên, phương diện dám thưởng thư pháp của y tạo nghệ thâm hậu, liếc một cái là liền nhìn ra đây là một bức tác phẩm thư pháp hiếm có. Tiêu Quốc Thành nhìn vào lạc khoản, thấy bên trên là tên và dấu của Trương Dương, lúc này mới tin một bức tranh chữ khí thế bàng bạc như vậy đúng là người trẻ tuổi trước mắt này viết. Tiêu Quốc Thành gật đầu, y khen một tiếng, chữ đẹp. Không hề đánh giá gì khác, có chút tiếc chữ như vàng. Trương Dương cuộn lại bức tranh chữ này rồi giao cho Tiêu Mân Hồng bảo tồn. Tiêu Quốc Thành mỉm cười nói, anh sao biết tôi thích thư pháp. Mạch Kỳ Nhi nói với anh à, Trương Dương cười nói, là vĩ đồng nói cho tôi biết, chúng tôi là huynh muội kết bái. Trương đại quan nhân thông qua phương thức này để kéo gần quan hệ với Tiêu Quốc Thành, Tiêu Quốc Thành là con nuôi của Tiết lão, mình và cháu gái của Tiết lão là huynh muội kết bái, với tầng quan hệ này, Trương Dương gọi Tiêu Quốc Thành một tiếng chú là nên. Tiêu Quốc Thành nói, bí thư Trương, người Trung Quốc chúng ta có câu châm ngôn, tặng quà là có việc nhờ, thật ra mục đích lần này anh tới đây Mạch Kỳ Nhi đã nói với tôi rồi lễ vật của anh tôi vốn không muốn nhận nhưng tôi không ngờ anh tặng cho tôi lễ vật như vậy bức tranh chữ này tôi thật sự rất thích không nghĩ ra lý do để cự tuyệt đề trương dương cười nói thích thì giữ lại đi anh yên tâm tôi tuyệt đối sẽ không bởi vì này bức tranh chữ này mà bắt anh làm chuyện gì về tôi tiêu quốc thành cười ha ha nói nhận đồ của người ta thì phải làm việc cho người ta tôi đã nhận lễ vật của anh rồi trong lòng luôn cảm thấy thiếu anh thứ gì đó trương dương nói tiêu tiên sinh anh đã biết mục đích tôi lần này tới đây, tôi cũng xin đi thẳng vào vấn đề, tôi gần đây và Thái Hồng bởi vì chuyện khu đất góc thương gia mà xảy ra một số va chạm. Tiêu Quốc Thành mỉm cười nói, tôi cũng có nghe nói, có điều tôi thật sự không biết chuyện này có liên quan gì tới tôi. Tôi ở góc thương gia không hề có bất kỳ vật nghiệp nào cả. Trương Dương nói, Tiêu tiên sinh trước đây ở Tân Hải có mua một khối đất, hiện tại khu đất đó đã nằm trong phạm vi quy hoạch của khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Tiêu Quốc Thành gật đầu. Y nói khẽ thật ra chú tiết của anh trước khi đã gọi điện thoại cho tôi. Nói tới đây Y ho khan kịch liệt, khi ho khan, lưng cong rất ghê, thoạt nhìn giống như là một con tôm, bởi vì ho khan mà mặt Y đỏ bừng lên, một lúc sau mới bình ổn lại, thở hồn hền, nhận lấy một ly trà mà tiêu mân hồng đưa qua, uống một ngụm rồi mới nói, ngại quá. Trương Dương nói tiêu tiên sinh ho khan rất nặng. Tiêu Quốc Thành thở dài nói, bệnh cũ, hàng năm cũng tới mùa xuân là sẽ phát bệnh, đây cũng là nguyên nhân mà tôi rất ít về nước. Trương Dương gật đầu, vốn định đề xuất bắt mạch giúp y, nhưng lời nói đến môi thì lại thay đổi chủ ý, hắn nói khẽ chu tiết nói thế nào. Tiêu Quốc Thành nói, hắn bảo tôi đừng bán khu đất đó cho Thái Hồng, đáng tiếc đã chậm một bước rồi, tôi đã đáp ứng lão triệu. Trương Dương nghe vậy thì trong lòng không khỏi trầm xuống, Tiêu Quốc Thành đã đáp ứng triệu vĩnh phúc, với thân phận của Tiêu Quốc Thành, lời đã nói ra thì rất khó thu hồi thu hồi nói cách khác tình thế đang phát triển theo phương hướng xấu nhất. Trương Dương nói, mục đích của Thái Hồng chắc ngài hiểu rõ. Tiêu Quốc Thành nói, Thái Hồng tuy rằng là xí nghiệp quốc hiếu, nhưng thủ đoạn kinh doanh cũng không thể thoát khỏi quy luật buôn bán. Chuyện này bổn ý của tôi là không muốn tham gia, anh cũng được coi là cháu tôi, lão triệu lại là lão bằng hữu nhiều năm của tôi, tôi khẳng định sẽ không giúp anh, đáng tiếc thế luân nói với tôi quá muộn, tôi đã đáp ứng lão triệu rồi, một thương nhân quan trọng nhất là Thành Tín, tôi không thể đổi ý, Bí thư Trương, thật sự là ngại quá." Trương Dương nói, "Không sao." Tiêu Quốc Thành nói, "Thật ra khu bảo lưu thuế nhập khẩu và Thái Hồng có thể chung sống hòa bình." Trương Dương nói, "Tôi mang đến một bản quy hoạch của khu bảo lưu thuế nhập khẩu, Tiêu tiên sinh nếu có thời gian thì có thể đọc một chút." Hắn đưa cái đĩa đã chuẩn bị từ trước cho Tiêu Quốc Thành. Tiêu Quốc Thành nói, "Được, lát nữa tôi nhất định sẽ xem." Trương Dương nói, quy hoạch khu bảo lưu thuế nhập khẩu sẽ không bởi vì Thái Hồng mà thay đổi, bất kể Thái Hồng có nắm được 500 mẫu đất đó hay không, tôi vẫn sẽ kiên trì, tôi sẽ không để bọn họ xây nhà máy ở góc thương gia. Trương Dương đứng dậy cáo từ. Tiêu Quốc Thành lại ho khan, y bảo Tiêu Mân Hồng thay mình tiễn Trương Dương. Ra tới bên ngoài quan để số 1, Tiêu Mân Hồng nhìn Trương Dương tôi nói. Ngại quá, không thể giúp đỡ được anh. Trương Dương cười nói, cô đã giúp tôi rất nhiều rồi, nếu cô không nói thì tôi vẫn chưa biết gì về chuyện 500 mẫu đất đó. Tiêu Mân Hồng nói, nhưng khu đất đó vẫn lọt vào tay Thái Hồng. Trương Dương mỉm cười nói, vậy thì sao? Tôi không tin Triệu Vĩnh Phúc hắn dám xây nhà máy đốt ở khu đất đó, hắn nếu dám xây thì tôi cũng dám phá. Tiêu Mân Hồng thở dài nói, tôi thấy không cần thiết phải khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt, lát nữa tôi sẽ hỏi chút tôi, xem xem có thế ra mặt giúp các anh giảng hòa hay không. Trương Dương cười nói, thôi, không cần phiền tới hắn, trong lòng tôi có tính toán rồi. Trước khi lên thuyền, Trương Dương lại nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, chú cô ho ghê quá, nên chữa đi. Tiêu Mân Hồng nói, hắn bị bệnh này từ hơn 10 năm trước rồi, cũng đã khám qua rất nhiều bác sĩ, nhưng Thủy Trung không có biện pháp trị tận gốc. Trương Dương gật đầu, không hề chủ động muốn chữa bệnh cho Tiêu Quốc Thành, cáo từ rời đi. Tiêu Mân Hồng trở lại biệt thự, phát hiện chú vẫn đang thưởng thức bức tỷ bà hành đó, Cô ta cười nói, "Sao? Bức tranh chữ này của Trương Dương viết rất khá ư?" Tiêu Quốc Thành nói, "Quả thực là thần tác, tôi đã xem rất nhiều tác phẩm, trừ Thiên Chỉ Tiên Sinh ra, không ai có thể viết ra được với trình độ như hắn." "Đúng là khó mà tưởng tượng được, hắn chỉ hơn 20 tuổi, sao lại có tạo nghệ sâu như vậy nhỉ? Thần tác." "Đúng là thần tác." Tiêu Mân Hồng tuy rằng cũng có thể nhìn ra bức tranh chữ này viết không tồi, nhưng tạo nghệ của cô ta trong thư pháp không được sâu cho nên không lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Tiêu Quốc Thành nói, có thể ra một bức tranh chữ như vậy, người trẻ tuổi này khẳng định không đơn giản. Tiêu Mân Hồng nói chú, chú thật sự muốn chuyển nhượng khu đất đó cho Thái Hồng ư. Tiêu Quốc Thành gật đầu, đã đáp ứng chú triệu của cháu rồi. Tiêu Mân Hồng nói, khu đất đó nằm trong khu bảo lưu thuế nhập khẩu của Tân Hải, giá trị trong tương lai không thể xem nhẹ, nếu chúng ta dùng để tự khai phá, có thể sáng tạo ra giá trị rất lớn. Tiêu Quốc Thành nói, tôi thật sự là không muốn dính vào trong phân tranh của bọn họ, lão triệu này, tuổi lớn như vậy rồi nhưng tính tình vẫn bướng như vậy, chẳng lẽ hắn không hiểu đạo lý hòa khí phát tài ư? Tiêu Mân Hồng nói, lý niệm kinh doanh của cán bộ xí nghiệp nhà nước bất đồng với chúng ta. Chúng ta đầu tiên phải cân nhắc tới hiệu quả và lợi ích kinh tế, bọn họ thì không chỉ cân nhắc tới hiệu quả và lợi ích kinh tế mà còn cả hiệu quả và lợi ích xã hội nữa. Tiêu Quốc Thành ho khan vài tiếng, Tiêu Mân Hồng nói chú, lần này trở về hay là đi khám bệnh ho của chú đi có lẽ trung y sẽ hữu hiệu đối với chú tiêu quốc thành nói chị không hết được ông trời đối đãi với mỗi người đều rất công bằng cho anh tài phú thì sẽ dày vò anh ở một phương diện khác tiêu quốc thành đứng lên nói căn phòng này khiến tôi cảm thấy khó chịu ra ngoài dạo một chút đã 9 giờ tối trong phòng họp thị ủy thứ nhất của tân hải vẫn sáng đèn bí thư thị ủy trương dương đang mở một hội nghị khẩn cấp hội nghị chủ yếu là về hoạt động lễ mừng ngày kia. Buổi chiều ngày mai khách quý từ khắp nơi sẽ bắt đầu lục tục tới Tân Hải, tất cả mọi người bọn họ phải tập trung vào công tác tiếp đãi. Trương Dương nghe xong báo cáo của mọi người, chỉ ra những chỗ thiếu sót trong báo cáo, cường điệu mấy trọng điểm. Trương Dương nói, tôi quyết định tiến hành đồng bộ lễ mừng và nghi thức đặt móng cho khu bảo lưu thuế nhập khẩu, buổi sáng thứ bảy. Tôi sẽ cùng tỉnh trưởng Chu tới góc thương gia chính thức khởi công đặt móng cho khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Những lời này của Trương Dương khiến tất cả mọi người cảm thấy giật mình, nếu nói bộ chỉ huy xây dựng ở góc thương gia, chỉ là tuyên dương quyền lực quản hạt của Tân Hải đối với góc thương gia, thì chính thức đặt móng ở góc thương gia chính là khiêu chiến trắng trợn với Thái Hồng. Hứa Song Kỳ nói, "Bí thư Trương, trước mắt chuyện góc thương gia vẫn chưa được xác định xong, lựa chọn vào thời khắc mẫn cảm này để đặt móng ở góc thương gia là không tốt, tỉnh trường Chu chưa chắc đã chịu tham gia lễ đặt móng như vậy." Trương Dương nói, chuyện đặt móng tôi đã quyết định rồi, cho dù tỉnh trưởng Chu không muốn tham gia thì chúng ta cũng sẽ cử hành đúng hạn, chỉ cần chôn tấm bia đá đó ở trên đất của góc thương gia, khu đất đó sẽ là là của chúng ta. Lời nói của hắn như chém đinh chặt sắt, cắt đứt dư địa hồi toàn. Trương 1658, bị coi thường một. Phó Bí Thư Thị ủy Lưu Kiến Thiết nói, Bí Thư Trương, cũng không phải chúng ta chôn bia đá ở đó là có thể quyết định được chuyện này, còn phải nhìn thái độ của thị lý, nếu thị lý quyết định giao góc thương gia cho Thái Hồng, chúng ta cũng không có cách nào khác cả. Trương Dương nói, Tân Hải thuộc sự quản hạt của Bắc Cảng không phải là giả, nhưng Bắc Cảng là thành thị thượng cấp của chúng ta, nên duy hộ lợi ích của Tân Hải chúng ta, nếu bọn họ ngay cả điểm này cũng không làm được thì như vậy còn có tư cách gì mà quản lý chúng ta. Những lời này của Trương đại quan nhân nói rất có khí phách, một đám thường ủy nghe mà hết hồn, thằng cha này chắc không phải muốn tạo phản chứ? sao nghe ý tứ trong lời nói của hắn cứ như là muốn thoát ly khỏi sự quản lý của Bắc Cảng vậy. Hứa song kỳ nói, bí thư trương, tôi cho rằng hiện tại vẫn không thích hợp để làm lễ đặt móng, nhất là ở nơi mẫn cảm như góc thương gia, nếu chúng ta làm như vậy, khẳng định sẽ trở nên gay gắt với Thái Hồng và mâu thuẫn với thị lý, tôi thấy hay là cứ hiệp thương giải quyết, chờ lễ mừng qua rồi sẽ hiệp thương giải quyết, tỉnh trường chu lần này tới đây cũng là một cơ hội, chúng ta có thể nói suy nghĩ của mình với y, tranh thủ đạt được sự ủng hộ của tỉnh Trường Chu. Trương Dương nói, góc thương gia tồn tại tranh luận ư. Tôi đặt móng ở đất của mình, 10 km vuông đất đó viết rất rõ ràng chính là thuộc thành phố Tân Hải chúng ta, Bắc Cảng thì sao? Bọn họ cũng không có quyền vạch lại biên giới cho chúng ta. Bí thư ủy ban chính pháp tân nhiệm Trình Diễm Đông nói, Bí thư Trương, ở điểm này tôi cũng cho rằng chúng ta nên tiến hành theo tuần tự, làm lễ đặt móng có thể khiến thị lý tức giận hay không, có thể khiến mâu thuẫn lên tới mức không thể vãn hồi hay không? Có nên để sau lễ mừng mới cân nhắc chuyện này không? Trương Dương nói, nếu nói chuyện góc thương gia là thùng thuốc nổ, vậy thì sớm muốn gì cũng sẽ có người dẫn nổ nó. Tôi không ngại sắm vai kẻ tiêu phong, tôi hiện tại có thể nói rõ với mọi người rằng, Thái Hồng đã đạt thành hiệp nghị chuyển nhượng với tập đoàn Hoa Quang. Tập đoàn Hoa Quang đã chuyển nhượng 500 mẫu ở phía Bắc Cảng Phước Long cho Thái Hồng. Mấy ngày nữa sẽ ký hợp đồng, 500 đất này thuộc phạm vi trung tâm của khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải chúng ta, mục đích Thái Hồng mua khu đất này tuyệt đối không phải là để làm phát triển, mà là muốn dùng khu đất này để tiến hành làm khó dễ và áp chế chúng ta, muốn lợi dụng quyền sở hữu khu đất này để bức bách tôi từ bỏ góc thương gia. Hứa Song Kỳ nói, Bí thư Trương, nếu Thái Hồng thật sự làm như vậy, chuyện sẽ rất phiền toái. Trương Dương nói, người của Đảng như chúng trước giờ không sợ bất kỳ sự áp chế nào. Tôi hôm nay xin được nói rõ ở đây, Thái Hồng dám ở chế tạo chướng ngại đối với xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu, chính là kẻ địch của toàn bộ Tân Hải, chính là kẻ địch của nhân dân, chính là kẻ địch của quốc gia. Bản lĩnh chụp mũ của trương đại quan nhân lại có đề thăng. Hứa song kỳ nói, tóm lại, tôi không tán thành khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt, trong tình trạng trước mắt cần phải áp dụng biện pháp hiệp thương để giải quyết, dù sao chuyện vẫn chưa đến tình trạng không thể vãn hồi. Trương Dương nói, khi một xí nghiệp có gan đi áp chế chính phủ, chứng tỏ người lãnh đạo của xí nghiệp này không thể nhận rõ được vị trí của mình, chính phủ là gì. Là cơ quan nhà nước, là người đại biểu cho lợi ích của nhân dân, chúng ta nếu lần này nhượng bộ, về sau sẽ xuất hiện càng lúc càng nhiều thái hồng hơn, vấn đề nguyên tắc thì một bước cũng không nhường, lễ đặt móng thế át phải làm, tôi muốn thông qua chuyện này để nói với mọi người, không ai có thể tổn hại tới lợi ích của Tân Hải, không ai có thể cản trở sự phát triển của Tân Hải. Các thường ủy toàn bộ đều trầm mặc, tất cả mọi người đã ý thức được, Trương Dương đã bày ra tư thế chính thức tuyên chiến với Thái Hồng, mà Thái Hồng trước mắt vẫn chưa thấy có bất kỳ động tác nào. Trương Dương nói với bộ trưởng tuyên truyền Vương Quân Cường, "Đồng chí Quân Cường, bắt đầu từ ngày mai, anh phải an bài phát lại tin tức tiêu điểm của đài truyền hình trung ương hôm nay, phải trọng điểm tuyên truyền nguy hại của ô nhiễm công nghiệp, phải để người dân Tân Hải thấy rõ tính nghiêm trọng của ô nhiễm." Vương Quân Cường gật đầu, thật ra trước đó Trương Dương cũng đã bảo y chế tác phim chuyên đề về phương diện này, thằng cha này là muốn phát động thế công dư luận. Hứa xong kỳ thầm thở dài, Trương Dương không nghi ngờ gì nữa là một phần tử hiếu chiến cuồng nhiệt, lần này chiến tranh căn bản chính là hắn khơi màu trước tiên, hắn muốn tiên hạ thủ vi cường. Sau khi cuộc họp thường ủy chấm dứt, Trương Dương và Trình Diễm Đông đi cùng nhau, Trình Diễm Đông nói, bí thư Trương, anh sao cứ phải lựa chọn dẫn nổ thùng hỏa dược này vào đúng lễ mừng. Trương Đại quan nhân cười nói, anh hoài nghi quyết tâm của tôi ư? Trình Diễm Đông nói, vậy thì cũng không phải, anh trước giờ đều là người dám nói dám làm, chỉ là tình thế hình như không lạc quan lắm, phía Thái Hồng tóm lấy 500 mẫu đất đó, lãnh đạo thành phố Bắc Cảng khẳng định là đứng ở bên phía Thái Hồng, thái độ của tỉnh trưởng Chu cũng không rõ ràng, nếu tỉnh trưởng Chu cũng đứng ở phía bọn họ thì anh kiên trì đặt móng lễ đặt móng ở góc thương gia, chẳng phải là sẽ gặp phải cục diện bốn bề thọ địch ư? Trương Dương nói, đạo lý thường thường là nắm giữ trong tay một số ít người, đất của góc thương gia là của chúng ta, tôi dựa vào gì mà phải hy sinh lợi ích của mình để thành toàn cho bọn họ. Thái Hồng cho rằng từ chỗ Hoa Quang chiếm được 500 mẫu đất đó là có thể có kè mặc cả với tôi ư. Nằm mơ đi, nơi này là Tân Hải, tất cả hành vi kinh doanh của bọn họ đều phải tôn trọng lợi ích của chúng ta, tôi không có hứng thú chơi âm mưu với bọn họ, tôi muốn minh đao minh thương đánh với họ. Triệu Vĩnh Phúc nếu có gan thì cứ nhầm vào tôi mà chơi. Trình Diễm Đông nhắc nhở Trương Dương, người ta là cán bộ cấp phó tỉnh, cho dù là bí thư tống cũng phải nền mặt hắn vài phần, anh không sợ hắn trả thù anh ư. Trương Dương nói, không làm việc trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa, chuyện này chúng ta chưa chắc đã hoàn toàn không có phần thắng, chờ ngày mai tỉnh trưởng Chu tới đây, tôi sẽ thử thái độ của hắn một chút. Trương Đại Quan Nhân không phải mù quáng khinh suất, Hắn cũng biết muốn giành được thắng lợi trong chuyện góc thương gia thì nhất định phải được tỉnh lý ủng hộ, Tống Hoài Minh trong chuyện này không tiện tỏ thái độ, một là bởi vì Trương Dương là con rể tương lai của y, thứ hai lúc trước Thái Hồng đến Bắc Cảng xây dựng phân nhà máy là y giật dây. Trương Dương đã sai người mang quy hoạch của khu bảo lưu thuế nhập khẩu cho Tống Hoài Minh, có điều cho tới bây giờ Tống Hoài Minh vẫn không tỏ thái độ gì, không tỏ thái độ thì thì có nghĩa là Tống Hoài Minh ngầm đồng ý với hành vi hiện tại của hắn. Nếu không thì Tống Hoài Minh đã sớm tìm hắn khởi binh vấn tội rồi. Trương Dương sở dĩ quyết định làm lễ đặt móng khu bảo lưu thuế nhập khẩu vào ngày cử hành lễ mừng, là vì hắn muốn dẫn nổ tất cả mâu thuẫn, thân là bí thư thị ủy Tân Hải, công tác chờ hắn đi hoàn thành có rất nhiều, hắn không có thời gian cũng không có hứng thú vĩnh viễn chơi đùa với Triệu Vĩnh Phúc. Chu Hưng Dân là tỉnh trưởng Bình Hải, từ thân phận và địa vị của y mà nói, do y đứng ra tỏ thái độ là thích hợp nhất. Có điều Trương Dương cũng không nắm chắc tuyệt đối có thể thuyết phục Chu Hương Dân đứng ở lập trường của mình hay không. Trình Diễm Đông vốn định đề nghị cùng Trương Dương đi ăn khuya, nhưng di động của Trương Dương lại đổ chuông, hắn nhìn nhìn dãy số, không ngờ là tang bối bối gọi tới, Trương Dương đi sang một bên mới bắt máy. Giọng nói của tang bối bối có chút trầm thấp, cô ta nói khẽ Trương Dương, có người theo đuôi tôi. Trương Dương lập tức trở nên khẩn trương, bao nhiêu người. Tang bối bối nói, ba người, tôi hiện tại vừa mới tan ca bọn họ vẫn đi theo tôi trương dương nói liệu có nguy hiểm không tang bối bối nói bọn họ có gặp nguy hiểm hay không mới đúng tôi hiện tại đã lấy xe rồi tôi định dẫn họ đi trương dương nói cô cẩn thận một chút không thấy không ổn thì báo cảnh sát nhất định phải chú ý tới an toàn của mình tang bối bối nói anh có hiểu thế nào là dụ địch xâm nhập hay không không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con tôi cũng muốn xem xem chúng muốn làm gì trương dương nói cô đừng mạo hiểm tôi tới đây tang bối bối nói biết rồi anh yên tâm đi có tình huống gì tôi sẽ gọi điện thoại lại cho anh nói xong cô ta liền gác máy trương dương vẫy vẫy tay với trình diễm đông trình diễm đông nói chuyện gì vậy trương dương nói đi theo tôi tới bắc cảng một chuyến trình diễm đông ngạc nhiên nói đã muộn thế này rồi sao đột nhiên lại muốn tới bắc cảng trương dương nói có bằng hữu gặp chút phiền toái anh đừng quản nhiều như vậy, cứ theo tôi là được. Trình Diễm Đông lấy, cùng Trương Dương tới Bắc Cảng, không bao lâu tang bối bối lại gọi điện thoại tới. Trương Dương, hai chiếc xe đi theo tôi, tôi thấy là muốn gây chuyện với tôi. Hiện tại tôi ở gần đường Big Ba, trên người tôi mang theo máy truy tung, thiết bị lần trước tôi đưa cho anh có thể trong phạm vi ba cây em vuông tìm được vị trí của tôi. Trường 1659, bị coi thường 2. Trương Dương lo lắng nói, cô trăm ngàn lần đừng mạo hiểm. Tang bối bối nói, yên tâm đi, đám người này không làm gì được tôi đâu. Một chiếc ô tô lái tới trước mặt tang bối bối, tang bối bối bất đắc dĩ phải thay đổi phương hướng, hai chiếc xe ở phía sau tăng tốc vọt lên, ba chiếc xe vây xe của tang bối bối vào giữa, xe máy của tang bối bối đỗ lại, cô ta nhìn về phía trước, từ một chiếc xe trong đó có ba người vạm vỡ bước xuống, người ở giữa trên chắn có một vết sẹo trông rất kinh người, hắn đi tới cách tang bối bối một thước thì dừng lại nhìn tang bối bối từ trên xuống dưới tang bối bối giả bộ sợ hãi nói anh muốn làm gì nam tử đó lạnh lùng nói đại ca của tao muốn nói chuyện với mày tang bối bối tức giận nói tôi vì sao phải đi theo anh các anh tốt nhất mau đi đi nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó cô ta lấy di động ra lại bị nam tử đó túm lấy tay rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt tang bối bối há miệng định hết thì bị nam tử đó bịt lấy miệng, hai người còn lại cũng tới giúp lôi tang bối bối lên ô tô. Tang bối bối giả bộ liều mạng dẫy ruộng, nam tử mặt sẹo đó tát cho cô ta một cái rồi nói khẽ, cô tốt nhất hãy ngoan ngoan nghe lời, bằng không tôi sẽ bảo đám anh em tôi tiền dâm hậu sát cô đó. Tang bối bối tựa hồ bị dọa cho sợ rồi, tôi, tôi căn bản là không biết các anh, các anh rốt cuộc muốn làm gì. Trình diễm đông phóng nhanh hơn, hắn tràn ngập mê hoặc hỏi, bí thư trương, ai đã xảy ra chuyện vậy? Có cần thông chi cho cảnh sát địa phương hay không? Trương Dương lắc đầu nói, cứ lái xe đi, tôi chỉ sợ chúng ta đến chậm, cô ta lại đại khai sát dưới đấy. Khi ô tô tới gần đường Bích 3, Trương Dương mở ra máy truy tung, khi ô tô tới số 1 ngàn đường Bích 3 thì trên máy truy tung lóe lên một điểm đỏ. Trình Diễm Đông quen Trương Dương lâu như vậy rồi, nhưng vẫn không dám nói là hiểu được vị thủ trưởng tính cách rõ nét này, thủ pháp làm việc của Trương Dương rất khó dùng lẽ thường để luận, có thể đây là chỗ khác biệt của Trương Dương với người khác. Trình Diễm Đông vô cùng tò mò với cái máy truy tung này của Trương Dương, bí thư Trương, anh sao lại có thứ này? Trương Dương nói, bằng hữu tặng cho tôi chơi. Trình Diễm Đông cười cười, hắn không tin lý do của Trương Dương, dựa theo chỉ dẫn trên máy truy tung, bọn họ tới công ty vận chuyển hàng hóa Xuân Minh của Bắc Cảng. Trương Dương xác định địa điểm hiện tại của tang bối bối, bảo Trình Diễm Đông ở bên ngoài chờ hắn, Trình Diễm Đông nói, có cần báo cảnh sát không? Trương Dương lắc đầu nói, anh cứ ở bên ngoài chờ tôi là được, những chuyện khác để tôi xử lý. Hắn mở cửa xe bước xuống, tới bên cạnh tường vây, nhảy lên bám vào vách tường sau đó tung mình bay qua, trong nháy mắt đã biến mất trong bóng đêm. Trình Diễm Đông nhìn mà lồi mắt cứng lưỡi, vị bí thư Trương này thân thủ thật sự là siêu quần, hắn chỉ có thể nước tự than kém xa. Trương Dương căn cứ theo máy truy tung tới kho để hàng hóa chuyên chở số 3 dùng thuật bích hổ du tường trèo lên, xuyên qua cửa kính đầy bụi nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên trong đèn sáng, tang bối bối bị người ta trói chặt trên một cái ghế, mặt cũng bị bịt vải đen, chung quanh có bốn gã người vạm vỡ vây quanh cô ta. Từ bề ngoài của tang bối bối cho thấy cô ta chắc không bị thương tổn gì, tang bối bối nói các anh tốt nhất mau thả tôi ra. Trương Dương nhìn thấy tên nam tử mặt sẹo đi về phía tang bối bảo, nắm tóc cô ta rồi hung tợn nói, mày tốt nhất ngoan ngoãn cho tao tang bối bối thét to, buông ra, tôi căn bản không biết các anh là ai. Buông ra, trương đại quan nhân vừa nhìn đã biết là cô bé này diễn trò, với năng lực của tang bối bối, bốn năm gã nam tử tầm thường căn bản không phải là đối thủ của cô ta, tang bối bối là cố ý bị bắt, muốn dụ tên chủ sự ra. Trương Dương cố nhịn, tang bối bối đây là đang chơi khổ nhục kế, mình nếu hiện tại lao ra cứu cô ta thì khẳng định là kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Lúc này lập tức vang lên tiếng ô tô, cửa kho để hàng hóa chuyên trở mở ra, một chiếc xe vương miện màu đen lái vào trong kho, ô tô tới trước mặt tang bối bối thì dừng lại, cửa xe mở ra, hai nam tử bước xuống, đi ở phía trước là một nam tử đeo kính dâm mặc áo gió màu đen, nam tử đó tới trước mặt tang bối bối, vươn tay ra nâng cằm của cô ta lên, sau đó đấm một cú vào bụng cô ta. Tang bối bối bị một quyền này đánh cho cả người và ghế ngã xuống đất, sau đó hai nam tử đi tới nâng cô ta dậy, nam tử mặc áo gió màu đen lại nhấc chân đá vào bụng của cô ta. Trương đại quan nhân nhìn mà có chút không đành lòng, đang chuẩn bị lao ra anh hùng cứu mỹ nhân thì nhìn thấy nam tử đó lại tung thêm một cước đá vào ngực tang bối bối. Thân thể tang bối bối bỗng nhiên thoát khỏi dây thừng, cô ta bay lên tung một cước, trước khi nam tử đó đá chúng mình đã giáng một cước vào hạ âm của nam tử áo đen. Thoái công của tang bối bối cũng không phải là tầm thường, đùi đẹp đi thất đen tung lên hạ xuống, trong giây lát hai đại hán ở bên cạnh cô ta đã bị cô ta đánh ngã. Tiếng đánh nhau bên trong kinh động tới bên ngoài, từ bên ngoài kho để hàng hóa chuyên trở hơn 10 hán tử ùa vào, tăng bối bối nghiến răng nghiến lợi nói tới đúng lúc lắm. Lúc này một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một cước đá bay tên nam tử đi đầu. Chính là trương đại quan nhân xuất hiện kịp thời, trương dương nói cô chuyên tâm đối phó với mấy tên đó, bên này giao cho tôi. Trương đại quan nhân giống như mãnh hổ rời chuồng, nhảy vào trong đội ngũ địch quân, tay đấm chân đá, chỉ nghe tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, ở trước mặt trương đại quan nhân, căn bản không có không ai chịu nổi một hiệp. Tên nam tử mặt sẹo đó từ từ đi ra, nhìn ra được bộ pháp của hắn không tồi, chắc là hảo thủ bác kích. Tang bối bối lắc đầu, ý bảo hắn không phải đối thủ của mình, nam tử đó hú lên quái dị, nhấc chân đá tang bối bối, tang bối bối ngửa ra sau tránh công kích của hắn, sau đó một quyền đánh vào bụng hắn, đối phương nắm lấy cổ tay tang bối bối, vòng ra phía sau cô ta, kẹp cổ cô ta, Tang Bối Bối nhấc đùi phải lên đá ngược một cú, mũi chân đá vào mắt nam tử đó, lập tức khiến cho hắn thành gấu mèo. Trương đại quan nhân đã đánh ngã hơn 10 nam tử, khoanh tay thản nhiên đứng nhìn Tang Bối Bối đánh nhau, khi Tang Bối Bối tung chân đá, ánh mắt của thằng cha này rõ ràng nóng lên, Tang Bối Bối lập tức ý thức được, khi mình tung chân, thằng cha này khẳng định đã nhìn ra cảnh xuân trong váy mình. Tang Bối Bối vừa thẹn vừa giận chừng mắt lườm Trương Dương một cái mắng, lưu manh. Sơ khủyểu tay lên hung hăng đánh vào hông đối thủ, cùng với một tiếng kêu thảm của đối phương, thân hình khôi ngô của đối phương gập xuống, tang bối bối lật tay tóm lấy hạ bộ của hắn rồi dùng sức bóp một cái. Ánh mắt lại nhìn chầm chầm vào Trương Dương, cố ý nặn ra vẻ mặt hung ác để thị uy với Trương Dương, nam tử đó kêu thảm rồi quỳ dạp xuống đất, ôm hạ bộ đau đến nỗi thiếu chút nữa thì ngất đi. Tang bối bối lại không có ý dừng tay, giơ tay lên tát lên mặt đối phương hơn 10 cái, đây là để báo thù hắn lúc này tắt mình trương đại quan nhân cười ha ha đi tới giơ ngón cái về phía tang bối bối cô khệch xuống tay cũng độc thật tang bối bối nói anh mới tới muộn hơn chút nữa là tôi chỉ sợ đám người này bị đám người này phân thây rồi trương dương nói không đến mức đó chứ bằng vào năng lực của cô bọn họ làm gì được cô chứ nhìn mấy nam tử đang quằn quại trên mặt đất trương đại quan nhân cười ha ha nói bối bối liêu âm thủ lợi hại thật Tang bối bối ý vị thâm trường nói, đối phó với đồ lưu manh thì xuống tay nhất định phải độc. Cô ta nhấc chân đá tên nam tử áo đen bị cô ta đá lúc đầu, nam tử đó phát ra một tiếng hét thảm, thân thể cuộn lại giống con tôm. Trương đại quan nhân ngồi xổm xuống, vươn tay ra tháo kính dâm của nam tử đó, dưới ánh đèn, lộ ra một khuôn mặt đang sợ hãi, thì ra là Trần Khải, phó cục trưởng công an khu khai phá cảng. Trương đại quan nhân chật chật nói, thì ra là anh. Trần Khải sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, hiểu lầm. Hiểu lầm. Trương đại quan nhân giơ tay lên tát cho hắn một cái, hiểu lầm cái con mẹ mày. Nhìn thấy tang bối bối tát tai người ta, thằng ôn này cũng đâm nghiện. Trần Khải bị một cái tát này khiến cho nổ đom đóm mắt, từ đêm đó ở thiên nhai ăn một cái tát của tang bối bối, Trần Khải liền ghi hận trong lòng, ngưu đồ bí mật trả thù, ai mà ngờ được tang bối bối không ngờ lợi hại như vậy, bị người của hắn bắt chỉ là giả vờ, Mục đích chính là dù tên chủ sự là hắn ra, hiện tại Trần Khải bị Trương Dương bắt phải hiện hình, biết mình xong rồi, chỉ cần là chuyện bắt cóc này đã có thể nhốt hắn vào tù cả đời không thể lật mình. Trương Dương nói: "Trần Khải à, Trần Khải, anh thân là nhân viên cảnh vụ mà biết pháp còn phạm pháp, có phải tội càng thêm nặng hay không?" Trần Khải cúi đầu, nói khẽ, muốn đánh muốn giết cứ tùy ý. Không phải hắn muốn kiên cường, mà là chuyện đã phát triển tới loại tình trạng này, không cho phép hắn không kiên cường đằng nào thì thò cổ ra cũng là một đao, rụt cổ vào cũng là một đao. Trương 1660, bị coi thường ba. Trương Dương nói, giết anh không phải là quá tiện nghi cho anh ư. Tôi không ngại nói với anh, chuyện đêm nay tôi đã quay lại hết rồi, anh chờ ngồi tù đi. Trong ánh mắt Trần Khải tràn ngập vẻ khủng bố, chỉ cần Trương Dương truy cứu chuyện này, hắn khẳng định bị phán có tội. Tang bối bối nói, nói nhiều với hắn làm gì đưa đến cục cảnh sát đi, tôi sẽ tố cáo hắn tội bắt cóc đe dọa, tước cảnh phục của hắn, để hắn nếm thử tư vị từ cảnh sát thành thằng tù. Trương Dương nói, bối bối, chúng ta không thể tuyệt tình như vậy, tốt xấu gì tôi cũng từng là đồng sự với hắn, dù sao cũng phải cho người ta cơ hội hối cải chứ. Thằng cha này chậm rãi lấy điện thoại cầm tay ra, gọi cho bí thư Trần Cương của Ủy ban Kỷ luật. Trên thực tế Trương Đại Quan Nhân đã trở thành ác mộng không xua đi được của Trần Cương, quá nửa đêm còn nhận được điện thoại của Trương Dương, thằng cha này sợ đến nỗi tim nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng y không dám không nhắc, hiện tại nhược điểm đã bị Trương Dương nắm trong tay, mình căn bản chính là con diều trong tay người ta, người ta kéo đi đâu thì mình bay theo đó, nếu không cẩn thận sẽ chọc giận người ta, người ta cắt đứt dây, sớm muộn gì mình cũng ngã tan xương nát thịt, chết không toàn thây. Trần Cương nói, Bí Thư Trương, tìm tôi có việc à? Trong giọng nói của y lộ ra vẻ khách khí, Bất kể cấp bậc của y so với Trương Dương cao hơn bao nhiêu, nhưng ở trước mặt Trương Dương y chỉ có nước làm cháu, ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng phải hạ thấp, giống như Trương Dương mới là lãnh đạo, còn y là hạ cấp. Trương đại quan nhân nói chuyện với y căn bản không cần khách khí, lão Trần à, anh cũng thật là, không ngờ lại bảo huynh đệ của anh bắt cóc em họ tôi. Trần Cương vừa nghe vậy liền hốt hoảng, sao có thể như vậy? Bí thư Trương, tôi không biết, không liên quan tới tôi. Nói tới đây y lại cảm thấy mình không nên vội vã tách mình ra, dù sao cũng là anh em ruột, hắn vẫn chưa đọc đến trình độ quân pháp bất vị thân, và lại y cũng chưa rõ rốt cuộc là có chuyện gì, liền quan tâm hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương Dương nói địa điểm với y, bảo Trần Cương lập tức tới đây giải quyết vấn đề. Trần Cương không dám chậm trễ, lập tức xuất môn tới kho để hàng hóa chuyên trở mà Trương Dương nói. Chờ Trần Cương chạy tới nơi, nhìn thấy Trình Diễm Đông cũng ở hiện trường, có mười mấy người đã bị chế trụ, em trai y trần cương cúi đầu ngồi ở đó, trên mặt bị đánh cho chỗ tím chỗ đỏ, thảm hại đến cực điểm, trần cương lúc này triệt để không còn tính nóng, giống như gà chống bại trận, trong lòng chỉ còn lại hai chữ hối hận. Trong điện thoại trần cương trên cơ bản đã làm rõ chuyện, chuyện này tất cả là trách nhiệm của em trai y. Trần Cương lặng lẽ gọi Trương Dương sang một bên, nói khẽ, bí thư Trương, đều là lỗi của tôi, anh thấy chuyện này cũng không tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì, có phải nên thả một mặt lưới không? Trần Khải công tác nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới đi lên được tới vị trí hiện giờ, anh nếu kiên trì kiện hắn, hắn sẽ mất tất cả. Nói tới đây Trần Cương không khỏi lại nghĩ tới mình, Trương Dương này quả thực là khắc tinh trong số mạng của hai anh em họ. Trương Dương nói: "Lão Trần à, anh biết hắn phạm vào tội gì không?" Thân là cảnh sát mà biết pháp còn phạm pháp, việc này nếu lộ ra ngoài, đừng nói hắn phải ngồi tù, ảnh hưởng đối với anh cũng không tốt đâu. Trong lời nói của thằng cha này tràn ngập ý uy hiếp. Trần Cương vẻ mặt đau khổ nói: "Bí thư Trương, hắn đã làm sai chuyện, là tôi dạy dỗ thiếu trách nhiệm, anh có thể cho hắn cơ hội hối cải không?" Nghĩ thầm hai anh em mình sao xúi quẩy như vậy, không ngờ tất cả thóp đều bị thằng này nắm trong tay, Trần Khải này cũng thật sự là, tự dưng đi trêu chọc tang bối bối đó làm gì? Căn bản chính là phạm tiện mà. Trương Dương nói: "Lão Trần à, tôi muốn gì thì trong lòng anh minh bạch phải không?" thật ra Trần Cương trên đường đến đây đã nghĩ thông rồi, Trương Dương khẳng định là muốn thông qua chuyện lần này để bức bách mình làm việc giúp hắn, nếu hắn thực sự muốn chơi chết Trần Khải, căn bản sẽ không thông chi cho y, mà là trực tiếp đưa chuyện này ra pháp luật. Trần Cương đương nhiên hiểu rõ Trương Dương muốn gì, trước mắt thứ Trương Dương muốn nhất chính là khu đất đó của góc thương gia, muốn nhất chính là đá Thái Hồng khỏi góc thương gia. Trần Cương nói, Bí Thư Trương, anh cũng biết, tôi phụ trách ủy ban kỷ luật, chiêu thương dẫn tư, quy hoạch thị chính không phải phạm trù quản lý của tôi." Trương Dương nói, "Chuyện vi phạm pháp lệnh, trái pháp luật, loạn kỳ cương tôi không quan tâm, hay là để cục công an xử lý đi." Trần Cương hốt hoảng nói, "Đừng." Trương Dương mỉm cười nhìn y, "Trần Cương anh không phải cáo giả lắm ư? Cáo giả đến mấy cũng phải nghe lời tôi thôi." Trần Cương nói, "Lập trường của bí thư hạng và thị trưởng cung trong chuyện Thái Hồng xây nhà máy rất rõ ràng, bọn họ ủng hộ phương án dùng rất mà Thái Hồng đã chuẩn bị." ngày mai tỉnh trưởng Chu tới đây, sẽ nói chuyện này với tỉnh trưởng Chu để tranh thủ sự ủng hộ của y. Trương Dương gật đầu, Hạng Thành và Cung Hoàn Sơn đây là muốn tiên hạ thủ vi cường, may mắn Trần Cương nhắc nhở mình, nếu thực sự bị bọn họ cướp trước, giả như ngày mai Chu Hương Dân bị bọn họ đả động, muốn xoay chuyển cục diện cũng rất khó. Trương Dương nói, Lão Trần, anh có đề nghị gì? Trần Cương nói, không có chủ ý gì, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, y sẽ không nói ra việc này với Trương Dương, y đối với Trương Dương hận đến thấu xương, hận không thể ăn sống nuốt tươi thằng cha này. Trương Dương nói, Lão Trần à, anh là thường ủy thành phố, lại là chủ quản công tác ủy ban kỷ luật, có một số lời do anh nói thì có uy lực hơn so với tôi nói, tôi chuẩn bị một bản tài liệu, anh giúp tôi chuyển đạt cho tỉnh trưởng Chu, đương nhiên anh không thể nói là tôi viết, cứ nói là ý kiến của phần lớn cán bộ quần chúng. Trần Cương có chút khó xử nhíu mày, nhưng y lại không dám nói lời cự tuyệt. Trương Dương nói, yên tâm đi, tôi sẽ không làm khó dễ anh đâu. Trần Cương nói, vậy chuyện của Trần Khải? Trương Dương nói, Trần Khải này biết pháp còn phạm pháp, theo lý thì tôi không nên tha cho hắn, nhưng anh nếu đã ra mặt thì tôi nói sao cũng phải nể mặt chứ. Trần Cương nghe hắn nói như vậy thì thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm ơn bí thư Trương. Trương Dương lại nói, nhưng tôi cứ vậy thả hắn thì khó đảm bảo hắn về sau không gây bất lợi cho cô bé đó trần cương lời thề son sắt nói bí thư trương anh yên tâm tôi cam đoan hắn về sau tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hồ đồ như vậy nữa trương dương nói hồ đồ không hay thì tôi không quan tâm nhưng tôi biết hắn đã phạm pháp anh bảo hắn viết một bản nhận tội anh làm người bảo đảm cũng ký tên ở bên trên chỉ cần sau này trần khải hắn còn dám làm ra chuyện gì quá giới hạn tôi sẽ tính cả nợ cũng nợ mới với hắn Trần Cương có một loại cảm giác như lấn sâu vào vũng bùn, hiện tại hai anh em bị Trương Dương sỏ mũi dắt đi, nhưng dưới cục diện trước mắt, đã không thể cho y nói chứ không, giận nhiều thì không ngứa, nợ nhiều thì không lo, có thêm một cái thóc bị Trương Dương nắm trong tay thì có sao. Cho dù là không có chuyện này của Trần Khải Trương Dương vẫn có thể tùy thời khiến y thân bại danh liệt, Trần Cương gật đầu thật mạnh rồi nói, được rồi. Trần Khải đầu ngồi vào trong ô tô của Trần Cương, hai anh em không ai nói gì, Trần Cương lái ô tô rời khỏi kho để hàng hóa chuyên chở cho đến tận bờ biển không có ai thì mới dừng lại. Y từ trong hộp đựng đồ lấy ra một bao thuốc lá, tự mình rút một điếu, lại đưa bao thuốc cho Trần Khải. Trần Khải tay run run dẩy dẩy nhận lấy thuốc lá, rút ra một điếu, bật ba tiếp ba lần mới ra được lửa, trước tiên châm cho đại ca, sau đó mới châm cho mình. Hắn rút sức hít sâu một hơi, tay phải vỗ mạnh lên chán rồi nói. Xin lỗi trần cương nói tôi trước giờ cho rằng cậu đã đủ thành thục rồi nhưng không ngờ y cũng không nói nốt chỉ thở dài ánh mắt nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ hai anh em lại trầm mặc trong xe tối om chỉ có những đốm lửa thỉnh thoảng sáng lên qua một hồi lâu trần khải mới nói khẽ em phải trừ bỏ hắn trong giọng nói của hắn tràn ngập sát ý trần cương trần cương có biết hắn vì sao chịu bỏ qua cho cậu hay không trần khải nói hắn muốn lợi dụng chuyện này để áp chế chúng ta trần cương nói đó là bởi vì hắn cảm thấy hai huynh đệ chúng ta còn chỗ hữu dụng đối với hắn hắn lợi dụng chuyện này để bắt chúng ta ngoan ngoãn nghe lời đợi tới một ngày chúng ta mất giá trị rồi lúc đó hắn sẽ không chút do so dự một cước đá chúng ta đi trần khải nói tên hỗn đản này quá âm hiểm trần cương nói không chỉ có một mình hắn biết nội tình cho dù là cậu có thể giết hắn thì cậu có thể giải quyết được tất cả những người biết nội tình không Cậu cho rằng giết chết con rể của bí thư tỉnh ủy, bí thư thị ủy thành phố Tân Hải là dễ dàng như vậy à? Cấp trên sẽ không truy tra tới cùng ư? Trần Khải cúi đầu xuống, lời ác độc tuy rằng nói ra, nhưng hắn cũng hiểu rõ điều này căn bản là không thực tế, có chút nản lòng nói, đại ca, anh bảo nên làm gì bây giờ? Trần Cương nói, 36 kế. Hai anh em sớm đã hiểu ý nhau, 36 kế tẩu vi là thượng sách, Trần Khải cho rằng đại ca đang ám chỉ muốn hắn đi không biết ngay cả bản thân Trần Cương cũng muốn cao bay xa chạy, thừa dịp mình còn có giá trị lợi dụng đối với Trương Dương mà rời đi, đây là cơ hội duy nhất cho hai anh em bọn họ. Trương Dương và Trình Diễm Đông cùng nhau đưa tang bối bối tới chỗ ở của cô ta, chờ xong việc thì đã là dạng sáng rồi, Trương Dương chỉ chỉ về quán đổ nướng phía trước, đề nghị cùng nhau ăn bữa khuya. Trình Diễm Đông vừa hay cũng có lời muốn nói với hắn, hai người tìm cái bàn rồi ngồi xuống, gọi một đĩa thịt xiên, một đĩa lạc, Mở một chai rượu cùng nhau đối ẩm. Trình Diễm Đông nói, "Bí thư Trương, từ pháp luật mà nói thì anh thả Trần Khải đi là một cách làm không hợp quy tắc." Trương Dương cười nói, "Quy tắc là người định, nếu tôi truy cứu tới cùng, hôm nay có thể chỉ tội Trần Khải có lẽ có lẽ có thể cho bắt hắn chịu chế tài, nhưng đối với tôi mà nói thì vẫn không đủ." Trình Diễm Đông nói, "Bố cục này anh sớm đã an bài tốt rồi, tang bối bối kia rất không đơn giản, một nữ hài tử không ngờ có can đảm như vậy." Trương Dương nói, Diễm Đông, chuyện này anh có thể coi như chưa xảy ra không? Trình Diễm Đông thở dài nói, anh làm việc trước giờ đều nằm ngoài lẽ thường, đi theo bên cạnh anh làm việc, sớm muộn gì cũng sẽ bị anh khiến cho phát điên. Trương Đại Quan Nhân bật cười, sao? Hối hận à? Trình Diễm Đông nói, hối hận thì cũng chưa đến nỗi, có điều thủ đoạn và phương pháp làm việc của anh thường thường xung đột với tín nhiệm và nguyên tắc của tôi, tôi thừa nhận tôi bởi vậy mà rất dối rắm và mâu thuẫn, nhưng chờ sau khi chuyện phát sinh rồi, tôi lại phát hiện phương pháp của anh có thể không phải là quang minh lỗi lạc nhất, nhưng lại là hữu hiệu nhất. Trương Dương cười ha ha, nói, vòng vèo chửi đều tôi. Quy tắc là vật chết, người mới là sống, giữ quy tắc quá mức chỉ có thể khiến cho người ta trở nên bảo thủ. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 195